giới thiệu vắn tắt về cổ tiên truyện. Vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su xu xuyên. Còn đây là một thế giới khổng lồ, mỹ lệ, thần kỳ. Cổ thuật kỳ dị biến hóa kỳ dị, kiếm thuật thông thiên triệt địa, pháp thuật đốt núi nấu biển, người tu tiên không gì không làm được. Đây là thời đại bọt sống bên trong một đóa. đây là một đoạn tiếu ngạo tam giới truyền kỳ, càng là một cái bình thường tiểu nhân vật mộng bắt đầu khởi điểm https www giao com Chương 1 Hồn Xuyên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nam Vực, trong độ Vân Sơn, một tiểu tông môn không có tiếng tâm gì. Đang Dương Tông Một phần trăng máu xuyên qua tầng mây, càng lộ ra quỷ khí dày đặc hiểm trở của độ Vân Sơn ngày thường, làm cho người ta nhìn mà sợ. Đang Dương Tông tọa lạc trên đó càng phản phất như xâm la quỷ vực truyền pháp đại điện trang nghiêm túc một ban ngày cũng bị bịt kín một tầng huyết sắc không giống nhân gian đau quá đau quá khắp thân thể truyền đến thống khổ cực lớn không thể hình dung thân thể thẩm uyên đang ngủ say đột nhiên co quắp như bị điện giật giống như một con tôm lớn bị ném vào trong chảo dầu xào bị quấy đến gân gãy xương từ đầu đến chân mỗi một chỗ đều phát ra tiếng rên rỉ thống khổ đây là đâu thống khổ cực lớn khiến thẩm uyên nhanh chóng tỉnh táo xung quanh giống như côn trùng bò sát tí tách âm thanh như thủy triều thối lui. Thẩm Uyên cố nén đau đớn thấu tim khắp nơi trên cơ thể, muốn nhúc nhích, nhưng hoàn toàn không thể di chuyển tay chân, muốn mở mắt ra nhìn, lại phát hiện mình bất lực, trước mắt là một mảnh đen kịt, thân thể tự hồ mất đi khống chế, chỉ có thống khổ cực lớn truyền đến quanh thân, còn đang báo cho Thẩm Uyên biết, ngươi còn sống. Có ai không? Cứu tôi với. Thẩm Uyên muốn kêu to, nhưng đến bên miệng lại chỉ có giọng của tư tư, nhẹ đến nỗi chính thẩm uyên cũng không nghe rõ. Trong căn phòng tối đen yên tĩnh không tiếng động, thẩm uyên lại giống như có thể nghe thấy tiếng máu chảy, khiến da đầu người ta tê dại. Thân thể tự hồ đã quen từng trận đau đớn, chậm rãi tích tụ lực lượng. Tại sao tôi lại ở đây, tôi nhớ mình đang lái xe, trên đường đi làm, tôi sẽ không bị bắt cóc chứ. Trói buộc trên thân thể mang đến tư tưởng sinh động, Thẩm Uyên không tìm kiếm niềm vui trong khổ, có lẽ là xuyên việt cũng không nói được. Thẩm Uyên cảm giác trên mặt có chất nhầy ấm áp xẹt qua, mang đến cực kỳ khó chịu, đồng thời càng bức thiết muốn cử động lần nữa, kết quả vừa mới sử dụng khí lực tích góp từng tí một, đau đớn thật lớn liền khiến hai mắt hắn tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đang Dương Tông, truyền pháp đại điện, trong lòng núi, vị trí không biết sâu bao nhiêu. Trong một gian mật thất đưa tay không thấy được năm ngón không ngừng truyền ra âm thanh quỷ dị, có khi là âm thanh tí tách của su sô, có khi là gào thét thê lương, có khi là tiếng cười điên cuồng, nhưng những thứ này cuối cùng đều trở về bình tĩnh. Không biết đi qua bao lâu, trong bóng tối truyền đến một giọng nói, già nua mà khàn khàn, trong bình tĩnh lại để lộ ra sự tàn nhẫn ẩn giấu. Kết thúc rồi. Một vị hắc y nhân đốt nến trong mật thất, một vị lão giả hói đầu mặc áo bào xám chậm rãi hỏi. Đúng vậy, sư tôn, một vị hắc y nhân bên cạnh lão giả áo xám âm thầm nuốt nước miếng, nói. Huyết mẫu cổ luyện chế trong phòng giáp ất bính đinh số 4 đều đã kết thúc, trong đó giáp ất bính tam gian phòng phòng cổ không một ai may mắn sống sót, huyết mẫu cổ phòng chữ T bước đầu luyện thành, nhưng tính mạng cổ chủ đang lâm nguy, khoái hoạt không thành. Ngươi là nói giáp ất bính đinh tứ đẳng tư chất cổ tài, chỉ có thấp nhất đẳng đinh đẳng thành. Hắc y nhân bên cạnh câm như hến, mồ hôi lạnh phía sau nhanh chóng ướt đẫm áo ba lỗ, lúc này trên mặt âm trầm của lão giả dạ áo xám lại hiện lên một tia vui sướng, cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, phân phó. Bất quá huyết mẫu cổ có thể thành tựu coi như thành công, đúc cho cổ chủ một viên tiểu hoàng đan, treo lấy mạng hắn, lại đem huyết mẫu cổ luyện ra. Cuối cùng lại dừng một chút. Ngươi chờ luyện cổ có công, có thể đi thiện công điện lĩnh thưởng. Nói xong lão giả áo xám rốt cuộc không đè nén được vẻ vui mừng trên mặt, muốn đứng dậy rời đi, đi xem chính mình không biết mất bao nhiêu tâm huyết mới cuối cùng luyện thành huyết mẫu cổ. Dạ, đệ tử tạ ơn sư tôn. Hắc y nhân không người hành lễ với lão giả áo xám. Lúc này, lại có một vị đệ tử mặc áo xám xuất hiện, sư tôn, phòng chữ giáp phát hiện một người còn sống, nhưng không có luyện thành huyết mẫu cổ. Lão giả đứng dậy muốn đi lại ngồi xuống trong mắt hiện lên một đạo hàng quan khó hiểu lúc trước không thấy rõ đến đây báo cáo người áo xám thân thể run rẩy lên hồi sư tôn lúc trước nhìn cẩn thận giáp tự phòng sáu người không một người sống nhưng là không biết như thế nào lại có một người sống thật sự không phải đệ tử à ánh mắt lão giả nhìn người áo xám không ngừng run rẩy trước mắt dẫn ta đi xem sư tôn ở chỗ này trong gian phòng tối tăm đột nhiên sáng lên ánh lửa hôn ám, lão giả áo xám nhìn trước mắt một đoàn thịt nát không thành hình người, trầm mặt không nói. Vị trí ngực thịt nát không thành hình người vẫn còn hơi phập phồng, tuyên cáo nó còn chưa hoàn toàn chết đi. Lão giả áo xám trầm mặt một lúc lâu. Đưa vào huyết trì giống như những cổ tài thất bại khác, nếu hắn có thể sống sót đi ra, mang đến gặp ta. Về phần ngươi, tình huống lúc trước không rõ, liền tự tiện báo cáo đi hình pháp điện lĩnh mười roi tạ sư tôn người áo xám không ngừng run rẩy rốt cục ngừng run rẩy lại sinh lòng vui mừng đối với lão giả áo xám cười thật sâu lão giả tự hồ nghĩ tới huyết mẫu cổ đã luyện thành không ngừng vui mừng phất phất tay với người áo xám nói đi đi nói xong liền xoay người rời đi khẩn cấp muốn đi xem huyết mẫu cổ theo tiếng bước chân đi xa người áo xám tránh được một kiếp như được đại xá lau mồ hôi lạnh vừa ngừng trên mặt, nhẹ răng cười một cước lại một cước đá vào thân thể thẩm uyên. Tiểu vương bác đảng, thiếu chút nữa hại lão tử cùng ngươi tiến vào huyết trì. Hắc y nhân đi theo lão giả trời đi lại đột nhiên vòng trở lại, nhìn người áo xám đang phát tiết, nhẹ nhàng nói. Nếu hắn chết ở huyết trì, sư tôn cũng sẽ không nói gì, nhưng nếu biết người đã chết hắn, vậy thì khó mà nói, huyết tử cổ gần đây rất thiếu. Mắt thấy thẩm uyên bị đá trút giận nhiều khí ít, nghe nói như thế người áo xám sợ tới mức cuối người ông lấy vội vội vàng vàng chạy vào chỗ sâu hơn trong bóng tối huyết trì đỏ tươi phản chiếu một vòng huyết nguyệt làm cho người ta phân không rõ rốt cuộc là huyết trì nhuộm đỏ ánh trăng hay là ánh trăng nhuộm đỏ huyết trì huyết trì là khởi điểm của huyết cổ cũng là điểm cuối của huyết cổ huyết tử cổ từ trong đó luyện ra huyết mẫu cổ và cổ chủ thất bại sẽ bị ném vào huyết trì mở ra vòng tuần hoàn luyện cổ dưỡng cổ tiếp theo Người áo xám đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, loại địa phương tà môn này không ai nguyện ý ở lâu thêm một khắc. Tay áo xám phát lực, đang định ném thẩm uyên vào huyết trì thì dừng lại. Do dự một phen, thế nhưng từ trong lòng lấy ra một viên đang hoàng nhét vào miệng thẩm uyên. Ngươi cũng đừng chết, ngươi nếu chết, sư phụ lại hiểu lầm lời của ta, ta sẽ không còn đường sống, ta cũng không muốn bị ném vào huyết trì. Dứt lời, liền một tay đem thẩm uyên ném vào huyết trì. Thẩm Nguyên cảm thấy mình mơ một giấc mơ, mơ thấy mình đánh nhau với tên côn đồ trong hồ nước ngoài trường học, đánh cho đầu rơi máu chảy, sau đó tên côn đồ chồng lên nhau đè hắn xuống đáy hồ nước, không thể hô hấp, không thể nói chuyện, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọt khí thở ra càng bay càng cao, càng bay càng cao, bay tới mặt trăng đỏ trên bầu trời. Mặt trăng Đỏ Hả? Theo suy nghĩ trở về, Thẩm Nguyên không hiểu sao khôi phục năng lực hành động, hắn ra sức đẩy ra màn nước trơn nhẵn chắn ở trước người, bơi về phía Hồng Nguyệt. Tôi không thể chết, tôi không muốn chết. Nương theo tiếng hít thở cùng ho khan thật dài, trên tay thẩm uyên bỗng dưng không còn, từ trong chất lỏng trơn ngáy bơi lên, rốt cục hoàn toàn mở mắt, tầm mắt đầu tiên là mơ hồ, tiếp theo chính là huyết hồng phủ kín tầm mắt, trong tầm mắt đều là một mảnh đỏ tươi, nước ao đỏ tươi, ánh trăng đỏ tươi cùng với mùi vị tanh ngọt truyền đến từ miệng mũi. Nơi này là địa ngục sao? trầm uyên thì thào tự nói giữa không trung trăng tới trung thiên huyết nguyệt đỏ tươi nhuộm đỏ nửa bầu trời treo cao trên bầu trời đêm xanh biến thành màu đen còn không kịp nhìn kỹ thẩm uyên vừa mới cảm nhận được sinh mệnh tốt đẹp nhìn nước ao đỏ tươi như trăng máu bên cạnh nội tâm không hiểu sao lại sợ hãi hắn lập tức bắt đầu hành động liều mạng bơi về phía rìa huyết trì thẩm uyên càng bơi càng nhanh trong thân thể phản phất có một luồng nhiệt đang bắt đầu khởi động chỉ dùng 5-6 giây, thẩm uyên liền từ trong hồ máu đỏ lớn chừng 10 trượng bò ra, giống như một bãi bùn nhão nằm ở bên cạnh hồ máu. Châm không đâm, còn sống châm không đâm. Cảm giác mình lấy lại được cuộc sống mới thẩm uyên từng ngụm từng ngụm hô hấp tanh ngọt không khí, nhìn trên mái vòm huyết nguyệt, trong lòng không khỏi sinh ra may mắn sống sót sau tai nạn. Thẩm uyên thật vất vả mới bình tĩnh lại, lại đánh giá hoàn cảnh thân ở, trái tim dần dần trầm xuống. Ốc nhật bồ câu của ngươi, đây là địa phương quỷ quái gì? Đây là một đại sảnh tối tăm trống trải, trên mái vòng nửa hình tròn mở ra một cái miệng lớn, khảm một cái gương tròn thật lớn bóng loáng. Lúc trước Thẩm Uyên nhìn thấy chính là một vần trăng máu khổng lồ chiếu trên gương, ánh trăng đỏ tươi đang từ trong đó chiếu vào. Các biểu tượng bí ẩn dường như được vẽ trên mái vòng xung quanh gương tròn, trong khi những tảng đá trần trụi xuất hiện rõ ràng dưới ánh trăng đỏ tươi một tòa bia lạc đà thật lớn bị xích sắt to bằng cánh tay khóa ở bên cạnh huyết trì đỏ tươi, mặt trên vẽ một ít ký hiệu thẩm uyên nửa hiểu nửa không. Mà nước ao sau tấm bia đá cũng không phải là màu trong suốt bình thường, mà là một mảnh đỏ sẫm, giống như huyết thủy. Không, chính là máu loãng. Nhưng trong huyết trì lại không có mùi máu tươi, ngược lại lộ ra mùi tanh ngọt quỷ dị. Nhìn đến đây thẩm uyên nơi nào còn không biết chính mình lúc trước ở trong ao uống cái gì đồ vật, không khỏi nôn khan một tiếng. Đợi đến khi bình tĩnh lại, lại nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy trên phiến đá xanh đen che kín ánh trăng đỏ tươi, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết máu đỏ thẫm. Trên vách đá đối diện tấm bia đá mở ra một cánh cửa, tối âm như miệng cự thú. Đám bồ câu đoán đúng rồi, ta thật sự xuyên việt. Ốc nhật bồ câu của ngươi. Thẩm Nguyên không dám tin xoa xoa hai má. Hắn xem võng văn lớn lên, tuy rằng đối với cái này ngẫu nhiên có ảo tưởng, nhưng là sự đến trước mắt, trong lòng vẫn là 120 cái không muốn, khó có thể tiếp nhận. Cái khác không nói, nơi này có em gái mặc váy ngắn mỗi ngày khiêu vũ xem sao. Không thể. Nhân sinh thật sự là lên lên xuống xuống, đại khái qua mấy chục giây, thẩm uyên rốt cục tiếp nhận sự thật này, tự mình chăm chọc một câu, một lần nữa giống như một bãi bùn nhão nằm xuống. Thẩm uyên từ nhỏ không cha không mẹ, ăn cơm trăm nhà lớn lên, những thứ khác không nói, tâm tính là nhất đẳng nhất tốt, khả năng thích ứng tuyệt đối là kéo đây. Thở sâu mấy hơi, thẩm nguyên đột nhiên như động kinh nhẹ giọng nói một câu. Hệ thống. Đúng lúc này, từng cái ký ức đoạn ngắn đột ngột nhảy ra, thông thả hiện ra ở trong đầu của hắn. Giáp lục, không cha không mẹ vô danh, ăn xin mà sống, giáp đẳng tư chất ngũ hành linh căng, bị xuống núi tìm kiếm cơ duyên tam trưởng lão, cũng chính là lão giả áo xám thu làm đệ tử, ban thưởng danh giáp lục mang theo đan dương tông. Còn chưa thu vào tông môn, đã bị trồng huyết tử cổ, ném vào mật thất trở thành cổ tài, mỹ danh là nhập môn thí luyện. Giáp lục nếu có thể sống lại nhất định phải chửi ầm lên lão giả áo xám kia, nếu như không phải trầm uyên trùng hợp hồn xuyên qua người, lúc này chỉ sợ đã giống như những cổ tài hình người khác ngâm trong huyết trì đến cạn bã cũng không còn. Lắc lắc đầu, giáp lục tựa hồ ký ức rất ít, ngoại trừ xin cơm chính là bị đánh, những ký ức thống khổ này ngay cả giáp lục cũng chán ghét không thôi. Thời gian duy nhất trôi qua giống người cũng chính là khoảng thời gian lão giả áo xám mang theo giáp lục trở về Đan Dương Tông, sau đó chính là bị coi là cổ tài gieo xuống huyết cổ, ném vào phòng tối nhỏ, tiến hành luyện cổ tàn khốc, như đọa địa ngục. Quả nhiên không có hệ thống, tiểu thuyết đều là gạt người. Bất quá tiếp thu trí nhớ thật đúng là tới không đúng lúc, vô ích cao hứng một hồi. Thẩm Nguyên cưỡi ngựa xem hoa tiếp thu xong ký ức vẫn như bùn nhão nằm ở bên hồ máu, một bên trong lòng không ngừng phun tào, một bên cân nhắc tình cảnh hiện tại của mình. Mình bây giờ là mèo của Sroy. Đã chết hay chưa? Từ trong huyết trì bò ra Thẩm Nguyên hiện tại cảm giác phi thường tốt, lúc trước thân thể các nơi đau nhức từ trong huyết trì ngâm xong sau hoàn toàn biến mất, tìm thư quyển vdupvdupvdup sinh com thân thể ấm áp, phản phất có dùng không hết sức lực thân thể khỏe mạnh mà tràn đầy sức sống mang đến cho thẩm uyên một chút lòng tin phải nghĩ biện pháp tự cứu mình nếu lại bị trồng huyết tử cổ lúc này chịu tội không phải giáp lục mà là thẩm uyên hắn cổ vũ bản thân thẩm uyên đứng dậy đi đến bên hồ máu muốn nhìn xem mình bây giờ như thế nào nương theo ánh trăng đỏ tươi thẩm uyên thông qua nước ao thấy rõ chính mình hiện tại đạo kế tóc đen áo đạo trang ngũ quan chất phát nhìn qua cũng không phải rất thông minh áo màu xám không tính là lớn, lỏng lẻo treo ở trên người, ngược lại giống như là trộm được, 10 phần dinh dưỡng không đầy đủ. Rất khó tưởng tượng trong thân thể như vậy tràn ngập sức lực dùng không hết. Thẩm uyên xoa xoa mặt, làm mấy biểu tình, cố gắng làm cho mình trong nước hồ sinh động lên, nhưng mặt trong nước hồ giống như mặt than, không hề có động tĩnh. Sau một phen thử nghiệm, thẩm uyên lại quể oải nằm xuống. Cái này gọi là chuyện gì a? À? xuyên qua liền xuyên qua, còn không cho hệ thống, không cho hệ thống coi như xong, còn bị người làm cổ tài luyện, làm cổ tài luyện còn chưa tính, vóc dáng còn nhỏ như vậy, liều mạng đều liều mạng không được, này nhưng sống thế nào a? À? Chờ một chút, giáp lục trong trí nhớ, mấy tháng trước huyết nguyệt ngày đều sẽ có thành công thông qua cái gọi là nhập môn thí luyện, đệ tử bị áo xám lão giả mang đi, vậy hiện tại chính mình tình huống này, rốt cuộc là thành hay không thành? Vừa không bị mang đi cũng không chết đi giống như những cổ tài hình người thất bại khác thẩm uyên chợt ngồi dậy lông mày nhíu lại a à, quỷ a à. phía sau thẩm uyên truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất kèm theo còn có tiếng kêu sợ hãi điên cuồng một người áo xám ông một khối thịt nát không thành hình người đặt mông ngồi dưới đất hoảng sợ nhìn thẩm uyên đột nhiên đứng dậy chương 2 nguy cơ bạn đang nghe tại truyện chấm audio nghe được đồng tỉnh thẩm uyên quay đầu lại nhìn người áo xám dùng mông trên mặt đất di chuyển về phía sau bỗng nhiên muốn cười rộ lên trên khuôn mặt chất phát kéo ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn người áo xám nhìn thấy thẩm uyên tươi cười này đột nhiên ngừng tiếng kêu sợ hãi trong không khí đột nhiên xuất hiện một mùi nước tiểu đã bị dọa tè ra quần hừ phàm nhân trong bóng tối phía sau người áo xám chậm rãi nổi lên một bóng trắng một vị thiếu niên tuấn tú mặc áo trắng chán ghét nhìn thoáng qua người áo xám đang ngồi phịch xuống đất thiếu niên áo trắng bịt miệng mũi nhìn mặt đất ẩm ướt dưới chân cuối cùng vẫn không bước qua đặt thật xa hô với thẩm uyên bên cạnh hồ máu lại đây đi theo ta sư tôn muốn gặp ngươi rõ ràng cách rất xa thanh âm thiếu niên áo trắng cũng không phải rất lớn ở thẩm uyên nghe tới lại giống như là sấm sét bên tai đinh tai nhức óc chấn động đầu óc hắn choáng váng muốn đi theo hắn sao thẩm uyên ở trong lòng tính toán trong đầu hiện lên vô số ý niệm nội tâm đang rối rắm, trên khuôn mặt chất phát lại nhìn không ra bất kỳ biểu tình nào. Không đi theo anh ta cũng không ra được, đánh cược một lần, xe đạp biến thành xe máy, cùng lắm thì chết. Thẩm Uyên không suy nghĩ bao lâu, lựa chọn của quan côn đã được đưa ra. Thẩm Uyên dưới ánh mắt hoảng sợ của người áo xám chậm rãi đi về phía thiếu niên áo trắng, không chú ý một cước dẫm lên vết ẩm ướt trên mặt đất. Thấy thế, thiếu niên áo trắng ngay cả đối với Thẩm Uyên cũng chán ghét nhìn thấy biểu tình trên mặt thiếu niên áo trắng trong lòng thẩm uyên lại càng lo sợ bất an dưới đáy lòng lại kêu to tán gẫu xấu xa tán gẫu xấu xa nhưng trên mặt lại là một tia biểu tình sinh động cũng làm không được chỉ có thể nhìn ra thần thái chất phát vốn có đi theo ta thiếu niên áo trắng dẫn đầu dẫn thẩm uyên rẽ trái rẽ phải trong thông đạo tối tâm thông đạo cao ước chừng một trượng có thể dung ước ba người song song nhưng trầm uyên dọc theo đường đi lại không nhìn thấy nửa bóng người đi theo thiếu niên áo trắng càng đi càng xa, trong lòng thẩm uyên càng ngày càng khẩn trương, tim đập càng nhảy càng nhanh, hận không thể lên tiếng kêu to, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dáng chất phát. Rốt cục thẩm uyên đi theo thiếu niên áo trắng ra khỏi thông đạo, lại đi tới trước một hang động. Chỉ thấy trên vách đá hang động lớn chừng mấy chục trượng khảm nạm một gian đại điện phong cách cổ đại Trung Quốc, trước đại điện cầu nhỏ, núi giả, kỳ thạch cái gì cần có đều có, ở trên không trung không biết nguồn sáng gì chiếu rọi có vẻ xa hoa, lại mang theo một tia quỷ dị. Đến rồi. Thiếu niên áo trắng dừng bước, xoay người lại nói với Thẩm Uyên. Nói xong lại che miệng mũi đánh giá Thẩm Uyên một cái. Thiếu niên áo trắng đột nhiên chỉ về phía Thẩm Uyên, một chút ánh sáng nhạt màu trắng ngà từ đầu ngón tay thiếu niên bay ra, nhanh chóng nhào vào người Thẩm Uyên, rồi lại biến mất không thấy. Thẩm Uyên trong lòng hoảng hốt, vừa muốn lui về phía sau, trong tai lại truyền đến thanh âm thiếu niên áo trắng không sai coi như có thể thiếu niên áo trắng nhìn khuôn mặt chất phát của thẩm uyên trong mắt hiện lên ánh sáng khó hiểu tựa hồ đang suy tư điều gì đó trong lúc nói chuyện mùi nước tiểu nồng nặc dưới chân thẩm uyên nhanh chóng tiêu tán đây là tịnh y thuật trầm uyên vốn còn đang sợ hãi trái tim đột nhiên trở nên nóng bỏng dưới đáy lòng kêu to nơi này có thể tu tiên ta gõ có thể tu tiên mau đi đi sư phụ còn đang chờ ngươi thiếu niên áo trắng chỉ vào đại điện nói với thẩm uyên vâng đà tạ sư huynh thẩm uyên học bộ dáng giáp lục chào lão giả áo xám cảm ơn thiếu niên áo trắng thiếu niên áo trắng từ chối cho ý kiến tự mình đi đến một gian thiên điện bên cạnh đại điện thẩm uyên đưa mắt đưa thiếu niên áo trắng đóng cửa thiên điện lại nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình hít thở thật sâu vài hơi đi về phía đại điện lời bài hát bút cơ bút thẩm uyên gõ cửa đại điện vào đi thanh âm già nua mà khàn khàn xuất hiện đây là thanh âm của lão già áo xám trong trí nhớ thẩm uyên âm thầm nghĩ đến đẩy cửa vào kèm theo tiếng xèo xèo a a một đại điện trống trải đập vào mắt thẩm uyên tạo tượng bằng đá không biết điêu khắc là ai nửa phần trên của pho tượng biến mất trong bóng tối không bị ánh sáng hang động chiếu tới mà phía trước trái phải pho tượng là rèm vải màu vàng cùng một cái bàn thờ bằng gỗ trong lư hương trên bàn thờ ba cái tàn hương lượng lờ bốc lên khói xanh một vị lão giả áo xám hói đầu ngồi ở trên bộ đoạn trước bàn thờ mái tóc xám trắng còn sót lại trên đỉnh đầu bị búi thành một cái hồ lô khéo léo trói buộc ở đỉnh đầu chợt nhìn là một bộ tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân bộ dáng đây là trầm nguyên hồn xuyên tới lần đầu tiên nhìn thấy vị này trên danh nghĩa sư phụ tim đập không khỏi lại nhanh lên sống hay chết thì phải xem một đợt sống, người này hẳn là không nhìn ra ta đánh tráo đi. Lão giả áo xám ngủ tâm hướng lên trời đột nhiên mở hai mắt nhắm chặt, đem một khối gương khéo léo cầm trong tay trái thu vào trong tay áo, gắt gao nhìn chầm chầm trầm uyên đẩy cửa đi vào nói, tận lực khiến thanh âm của mình trở nên nhu hòa. Phải biết rằng, phương pháp luyện cổ đã bí mật triển khai gần một năm, tuy rằng đang dương tông nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng chịu không nổi mỗi tháng mười mấy người tử vong cùng mất tích. Tuy nói lão giả áo xám tự giác làm thiên y vô phùng, thậm chí hợp môn quy, nhưng nhân số đệ tử tông môn đang giảm bớt cũng là sự thật không thể chối cãi, trưởng môn chân nhân đối với hắn đã rất có nghi ngờ. Dưới tình huống như vậy, mỗi một huyết tử cổ của lão giả áo xám đều tương đối trân quý, mà tiểu tử trước mắt này, gieo xuống huyết tử cổ, sau khi tham dự luyện cổ còn có thể sống sót đi ra, nhưng huyết mẫu cổ lại không luyện thành thậm chí đem ném vào huyết trì còn có thể vui vẻ đi ra lúc trước tuy rằng cũng có tình huống như vậy nhưng đại đa số nhân hình cổ tài luyện cổ thất bại gian nan chống đỡ qua huyết trì cũng sẽ trở nên hấp hối không bao lâu liền buông tay về tây chỉ một người sống sót tư chất linh căng cũng tiếp cận toàn phế biến thành phế nhân mà hiện tại lại xuất hiện một cổ tài vui vẻ lão giả áo xám không khỏi sinh ra hoài nghi đối với phương pháp luyện cổ của mình nhìn lão giả áo xám sắc mặt âm tình bất định, trầm uyên càng khẩn trương, chậm rãi di chuyển về phía lão giả. Bất quá khoảng cách ba bốn trường, thẩm uyên hận không thể vĩnh viễn đi không hết. Hừ, nhanh lên. Lão giả áo xám trừng mắt, hừ lạnh ra tiếng. Nghe vậy thẩm uyên thân thể chấn động, hạ quyết tâm, ba bước cũng hai bước đi tới trước người lão giả áo xám, cung kính hành lễ, nói. Bái kiến sư tôn lão giả áo xám cũng không trả lời, mắt thấy Thẩm Uyên đi tới gần, liền bắt lấy cổ tay hắn, kéo xuống một phen. Thẩm Uyên không nghĩ tới một lão nhân nhìn như gần 70 tuổi lại có khí lực lớn như vậy, bị kéo lão đảo một cái, lập tức quỳ rạp xuống trước người lão giả áo xám. Thẩm Uyên chỉ cảm thấy một cổ cảm giác kỳ dị từ cổ tay lão giả áo xám cầm chảy xuôi toàn thân, chính mình lại không thể động đậy, một cổ cảm giác vô lực mặc cho người ta sâu xé xông lên đầu. Sắc mặt lão giả áo xám từ khi bắt đầu bắt lấy cổ tay Thẩm Nguyên, liền trở nên khó có thể hình dung, nghi hoặc không hiểu, khiếp sợ, giật mình, trình diễn như đèn kéo quân. Thật lâu sau, Thẩm Nguyên cảm giác được trong thân thể chạy vài vòng kỳ dị cảm giác dần dần biến mất, thân thể có thể nhúc nhích thời điểm, áo xám lão giả cũng buông lỏng tay. Thẩm Nguyên vội vàng nhìn về phía lão giả áo xám, chỉ thấy hắn lại khôi phục bộ dáng tiên phong đạo cốt, biểu tình đắc đạo cao nhân, chỉ là ánh mắt không hiểu không biết đang suy nghĩ cái gì lão giả áo xám nhìn thẩm uyên quỳ rạp xuống đất trước mắt vẻ mặt chất phát chợt nhăn mặt cười nói vi sư giữ lời ngươi đã thông qua thí luyện nhập môn vậy từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử nhập môn của đan dương tông ta ngươi có nguyện ý không ta còn có thể không đồng ý sao thẩm uyên ở trong lòng chăm chọc nói thân thể lại vô cùng thành thực hướng lão giả áo xám dập đầu đệ tử nguyện ý đệ tử nguyện ý lão giả áo xám từ trên bộ đoàn đứng dậy nhìn trầm uyên trước mắt không ngừng dập đầu híp híp mắt tiếp tục nói lão phu trương xuân lâm hiện là phường chủ phường luyện đang đang dương tông người có nguyện chân chính bái ta làm thầy trở thành đệ tử thân truyền của môn hạ ta cùng cầu đại đạo không đệ tử nguyện ý đệ tử nguyện ý trầm uyên lúc này còn đang không ngừng dập đầu không có cảm giác được chút nào không thích hợp thậm chí trong lòng hắn còn đang mừng như điên ốc nhật, thiên hộ bắt đầu, thiên hộ bắt đầu a à. Ha 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 ha, lão giả áo xám đi tới trước người Trầm Uyên, sinh ra mấy cái đầu của Trầm Uyên, tiếp theo lại cúi người xuống, đỡ không được dập đầu Trầm Uyên. Vừa rồi vi sư đã dùng linh lực vì ngươi đã thông kinh mạch tuần hoàn của công pháp đan dương tông ta, chỉ chờ ngươi sinh ra khí cảm, tích tụ linh lực, liền có thể đi thẳng vào luyện khí, trở thành người trong chúng ta. Thẩm Uyên nghe xong lời này, trong lòng không khỏi mừng như điên, trên mặt lại là nửa điểm biểu tình sinh động biểu tình cũng làm không ra, nghẹn nửa ngày mới vuốt thuận đầu lưỡi, nói ra một câu khô khan đa tạ sư tôn. Lão giả áo xám cũng không tức giận, lại từ trong tay áo tay trái lấy ra một quyển sách nhỏ màu lam viền sách công màu vàng cùng với một viên đan hoàng đưa cho thẩm nguyên, nói. Đây là pháp quyết nhập môn của đan dương tông ta, vi sư lại tặng ngươi một viên huyết khí đang giúp ngươi bổ sung khí huyết, sinh khí cảm thật nhanh. Thẩm Nguyên nhìn pháp quyết cùng đan dược đưa tới trước mắt, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, đan dược này sao lại giống như cho giáp sáu loại cổ ăn như vậy, lúc này xong đời. Sao, ghét bỏ lễ của sư phụ không tốt sao? Lão giả áo xám ha hả cười nói, nhìn Thẩm Nguyên trước mắt, trong mắt lại lộ ra hàng quan khiếp người. Đa tạ sư tôn, Trầm Nguyên trong lòng vẫn là sóng to gió lớn, nhưng chất phát trên mặt chỉ có thể nhìn ra cung kính, thành thật thật tiếp nhận pháp quyết cùng đan dược vậy mau mau ăn vào huyết khí đan, vi sư hộ pháp cho ngươi. Lão giả áo xám phất tay áo về phía thẩm uyên, một cổ gió nhẹ nhàng đẩy thẩm uyên lên bộ đoạn trước bàn thờ. Nói xấu, nói xấu, có cái gì thiên hồ bắt đầu, lúc này sợ không phải sống không bằng chết. Thẩm uyên trong lòng như cha mẹ chết, trong lòng không khỏi nhớ tới trước kia trong tiểu thuyết xem qua nhân vật phản diện bị nhân vật chính hạ cấm chế, sống không bằng chết tràn diện. Lúc ấy xem cao hứng, Hiện tại đến phiên mình, lại chỉ cảm thấy mình sợ là muốn xong đời lượng lờ. Trong lòng thẩm nguyên nghĩ như vậy, động tác trên tay cũng không chậm, trên mặt cũng không nhìn ra chút quán hận nào, tìm thư uyển kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc với lão giả áo xám, nói Đa tạ sư tôn Không ăn bây giờ sẽ bị lão đầu làm sạch, ăn vào còn có cơ hội sống sót. Là người đều biết nên chọn như thế nào. Thẩm Uyên cầm lấy viên đang hoàn tròn to bằng hạt tầm, hơi một đầu tường tận, bề ngoài nhẵn nhụi mà đen kịt có một vòng huyết tuyến màu đỏ. Tư tưởng vào trước làm chủ khiến Thẩm Nguyên cảm thấy đang dược này vừa nhìn đã biết không phải là thuốc tốt gì. Thẩm Nguyên liếc mắt nhìn lão giả áo xám đứng ở ngoài ba bốn bước, kiên trì ném huyết khí đang vào trong miệng. đan dược vào miệng liền tan, Thẩm Nguyên còn chưa nếm ra mùi vị chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu sông thẳng vào bụng, trái tim, óc mà đi, cả người ấm áp, thoải mái nói không nên lời tận mắt nhìn thẩm uyên nuốt huyết khí đang lão giả áo xám hít mắt, không khỏi thầm nghĩ. Lúc trước còn sống đi huyết trì tiểu tử, tư chất linh căng hủy hết, si ngốc ngơ ngác, tuy có ngàn cân mang lực, nhưng cũng là một phế nhân. Mà tiểu tử trước mắt, ngâm xong huyết trì, ngũ hành linh căng chưa thay đổi không nói, tư chất thậm chí nâng cao một bước. Chẳng lẽ phương pháp luyện cổ còn có chỗ nào ta chưa ngộ ra? Hoặc là nói, Tiểu tử trước mắt thân mang linh thể nào đó ta không nhìn ra. Hay là trước tiên nuôi nó, đợi ngày sau nhìn kỹ có chỗ đặc thù gì, đo lường cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Còn không mau mau vận chuyển pháp quyết, tiêu hóa dược lực, cảm ứng khí cảm. Lão giả áo xám nhìn Thẩm Uyên giống như đầu gỗ ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, tức giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng quát lớn. Thẩm Uyên nghe nói như thế, vội vàng mở quyển sách nhỏ da xanh đặt ở trên đùi ra ánh mắt nhìn ký hiệu văn tự giống như quỷ họa đào phù, không khỏi tê dại da đầu. Sư phụ, ngài đã quên, ta không biết chữ A. Trầm Nguyên ngẩng đầu nhìn trước mắt áo xám lão giả, chất phát trên mặt lại bày không ra sinh động xấu hổ biểu tình, bất đắc dĩ nói. Chương 3 Kinh biến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nghiệt chướng A, nghiệt chướng Lão giả áo xám vừa nghe lời này, như thuấn di xuất hiện ở phía sau thẩm uyên một tay đặt ở đỉnh đầu thẩm uyên một tay đặt ở trên mặt thẩm uyên dùng hai ngón tay kéo ánh mắt của hắn nhìn lên quyển sách nhỏ da xanh nói ta nói ngươi nghe dùng tâm nhìn ngồi xếp bằng ngưng tâm buông tỉnh tự nhiên miệng thanh hà buông tỉnh chậm rãi thu tụ thần quan thẳng đến thiên tâm một cổ cảm giác kỳ dị giống như lúc trước từ đỉnh đầu thẩm uyên xuất hiện dọc theo đỉnh đầu khuếch tán tứ chi đang khuếch tán đến toàn thân tiếp theo trở lại bụng dưới của hắn đám bồ câu cũng uống thuốc cổ tám phần cũng trồng trong thân thể của mình nếu mình còn không phối hợp sợ là sẽ sống không bằng chết đi thẩm quyên ở trong lòng bất đắc dĩ cười khổ không khỏi nhớ tới những mảnh ký ức sống không bằng chết của giáp lục đến đây cũng đã đến rồi cũng không thể đến không công tiên này trước tu như vậy đi một bước nhìn một bước trước đem mệnh bảo trụ lại nói sau Trầm Nguyên ở trong lòng yên lặng nói với mình. Lúc này Thẩm Nguyên đặt ở trên đùi sách nhỏ da xanh không gió tự động, một trang lại một trang đường vận công đập vào mắt. Đợi đến khi khẩu quyết của lão giả áo xám đọc xong, sách cũng lật đến trang cuối cùng. Trầm Nguyên dưới sự dẫn dắt linh lực của lão giả áo xám cuối cùng cảm ứng được cái gọi là khí cảm, nhắm mắt nhập định. Trước pho tượng trên bồ đoàn, thiếu niên thần sắc chất phát học bộ dáng trên sách bìa xanh, hai tay đặt ở trên đầu gối bày ra dấu tay kỳ dị, trong lúc hít một hơi, lồng ngực hơi phập phồng, hình thành tuần hoàn hoàng mỹ. Hô hấp tuần hoàn trong lúc đó, một đạo gần như không nhìn thấy màu trắng khí lưu theo thẩm uyên miệng mũi chui vào trong cơ thể của hắn, xuyên qua lồng ngực chảy về phía tứ chi bách hài, cuối cùng đi tới bụng dưới vị trí. Thiên địa linh khí trải qua kinh mạch tuần hoàn, cuối cùng trở thành một tia tơ tầm lớn nhỏ nhũ bạch linh lực chìm vào đan điền. Mắt thấy Thẩm Uyên nhắm mắt nhập định nhanh như vậy, sắc mặt lão giả áo xám lại âm tình bất định, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Không hổ là giáp đẳng tư chất, tuy nói chỉ là nhập môn pháp quyết, ngũ hành ngụy linh căn, nhưng vẹn vẹn đi theo ta hai cái tuần hoàn liền có thể bắt được khí cảm, thành công nhập định. Ta nếu là chân chính đem thu vào môn hạ, ta một môn này lo gì không hưng. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng lão giả áo xám lại ghen tị, dựa vào cái gì lão phu tân tân khổ sở năm 60 năm, lại kẹt ở luyện khí cảnh giới không đi, không biết ăn bao nhiêu linh đang dịu dược. Mà tiểu tử may mắn này chỉ là thiên phú tốt, liền có thể thông suốt tu đến luyện khí đại viên mãn, thậm chí trúc cơ. Ta không phục. Lão giả áo xám nghĩ như vậy, sắc mặt lại bình tĩnh trở lại, nhưng trong ánh mắt để lộ ra hàng ý khiến người ta nhìn mà khắp người phát lạnh. Mặc cho tư chất của ngươi tốt hơn nữa, thiên tư cao hơn nữa, chỉ cần không phải trút cơ, liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta, hết thảy trên người ngươi cuối cùng đều phải thuộc về ta. Lão giả áo xám giữ tận nhìn thoáng qua thẩm uyên đang nhập định, hai tay chấp sau lưng, đi ra đại điện. Thẩm uyên trong lúc nhập định mơ hồ cảm ứng được khí cảm mà lão giả áo xám nói, mượn linh lực lão giả áo xám lưu lại trong thân thể, hắn thành công bắt được khí cảm, cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại quanh thân. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh thẩm uyên cảm giác được đủ mọi màu sắc linh khí theo hắn thổ nạp hô hấp chậm rãi dung nhập vào trong thân thể của hắn theo linh lực của lão giả áo xám đi hết một vòng kinh mạch tuần hoàn chìm vào đan điền biến thành một tia linh lực màu trắng ngà nếu như lấy tốc độ như vậy không cần một năm trầm uyên có thể đem linh lực tích trữ đầy đan điền chính thức trở thành một gã luyện khí tầng một tu tiên giả lại là một cái kinh mạch tuần hoàn đi xong một tia sữa trắng linh khí chìm vào đan điền đang lúc thẩm uyên lâm vào vui sướng thời điểm lại đột nhiên phát hiện trước đó linh khí tơ biến mất vô tung vô ảnh thậm chí linh lực lão giả áo xám lưu lại trong cơ thể thẩm uyên cũng trở nên càng ngày càng ít ngay khi thẩm uyên sững sờ linh lực của lão giả áo xám thậm chí trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh phát hiện này làm thẩm uyên kinh ngạc thiếu chút nữa từ trong nhập định nhảy dựng lên lấy lại bình tĩnh thẩm uyên thổ nạp linh khí thiên địa quanh thân lại đi một vòng tuần hoàng Lúc này thẩm uyên gắt gao nhìn thẳng vào tơ linh lực chìm vào đan điền như tơ tầm. Nhưng mà tơ linh lực sau khi chìm vào đan điền liền biến mất một cách ly kỳ, giống như kẹo bông rơi vào trong nước, giống như chưa từng xuất hiện. Trầm uyên chưa từ bỏ ý định lại tiến hành một lần tuần hoàn kinh mạch, nhưng mà tơ linh khí thật vất vả tu luyện mà tới còn chưa ủ ấm, liền lại biến mất không thấy, chỉ để lại đan điện trống rỗng. Lần này, thẩm uyên rốt cuộc cũng ở lại, thoáng cái từ trong trạng thái nhập định lui ra nhân sinh thật sự là lên lên xuống xuống trong lòng thẩm uyên vô cùng uất ức ốc nhật lão thiên gia của ngươi có muốn chơi như vậy không a à? lão tử đi làm rất tốt ngươi đem lão tử ném đến cái địa phương quỷ quái này bị đánh bị ném vào huyết trì bị hà cổ còn muốn bị một cái lão đầu không có hảo ý nhìn chằm chằm kết quả xong việc lão tử có thể tu tiên ngươi nói cho lão tử thân thể tồn không được linh lực Lão Thiên gia ngươi đem cửa của ta đóng lại coi như xong, còn thuận tay đem cửa sổ cũng phong kín. Lúc này a, à, lúc này sợ không phải thật sự muốn gửi. Thẩm Uyên không hề tức giận giống như một con cá chết nằm xuống. Đột nhiên, Thẩm Uyên lại kích động lên, không có hệ thống, nói không chừng có trâu bạc lão gia gia a, à, câu chuyện trong tiểu thuyết mạng không phải đều là loại tình tiết này. Trong nhẫn tùy thân của nhân vật chính mang theo một ông lão trâu bạc, nuốt chửng sức mạnh của nhân vật chính cuối cùng nhân vật chính bái ông lão râu bạc làm thầy, một đường chặt dưa thái rau, cuối cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh. Thẩm Uyên giống như động kinh đem chính mình lột sạch sẽ, nhưng mà bậy ở trước mặt hắn chính là một cái sắc giống như sự thật, trên người hắn so với mặt còn muốn sạch sẽ, ngoại trừ một thân quần áo, toàn thân cái gì cũng không có. Sẽ không không, trên người không có, có khả năng lão gia gia ở trong thân thể của mình hay không? Không ai từ bỏ hy vọng, thẩm uyên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thẩm Uyên vừa tự an ủi mình, vừa mặc toàn bộ quần áo vào, một lần nữa ngồi trên bộ đoạn trước bàn thờ, bắt đầu thổ nạp tuần hoàn. Trầm Uyên không ngừng thổ nạp thiên địa linh khí, thân là ngũ hành linh căn, trong thiên địa tất cả linh khí Trầm Uyên đều có thể thổ nạp, tuy nói linh khí hỗn tạp bất lợi cho trúc cơ, nhưng là một trong những linh căn tu luyện tương đối nhanh trong cảnh giới luyện khí. Huống chi Thẩm Uyên thân là giáp đẳng tư chất, kinh mạch, căn cốt là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy xem ra, chỉ cần không ngừng thổ nạp hấp thu linh khí trong đan điền tích tụ linh lực tuyệt đối sẽ không ít nhưng thẩm uyên vẫn thổ nạp đến khi kinh mạch trướng đau đầu óc choáng váng cũng không thấy trong đan điền nhiều ra một tia linh khí mỗi lần đều chỉ thấy tơ tầm màu trắng nhà linh khí rơi vào đan điền liền biến mất không thấy thậm chí trầm uyên kinh mạch chu thiên vận hành càng ngày càng thuần thục linh khí thổ nạp tốc độ càng ngày càng nhanh nhưng đan điền của hắn chính là không thể tồn tại linh khí nhập định thổ nạp trung thẩm uyên tim đập càng lúc càng nhanh thậm chí có thể nghe thấy thanh âm máu tuôn trào đối với chuyện này thẩm uyên lại không có chút khó chịu nào thời gian dài thổ nạp khó chịu cùng kinh mạch trướng đau lại đều bị xoa dịu xuống nếu là lão giả áo xám ở đây chắc chắn sẽ kinh hãi không hiểu phải biết rằng người tu tiên tầm thường ngại tư chất thổ nạp linh khí số lần vận chuyển kinh mạch đều sẽ bị hạn chế mà ở chỗ thẩm uyên lại giống như phá vỡ quy tắc thông thường mà làm một cái mới vào con đường tu tiên người mới, trầm uyên đối với loại tình huống này không hề tự biết. dù sao cho dù có thể cả ngày thổ nạp hấp thu linh khí, hắn đang điền cũng vẫn là trống rỗng, cái gì cũng lưu không được. loại năng lực này có ích lợi gì? không biết qua bao lâu, thẩm uyên vẫn thổ nạp hấp thu linh khí rốt cục ngừng lại, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chất phát thiếu niên hai mắt hoàn toàn mở ra, trên mặt không chút biểu tình, một vệt bạch mang nhàn nhạt hiện lên trong mắt đó là linh khí vừa mới được luyện hóa mà lại chưa được luyện hóa hoàn toàn trơ mắt nhìn tơ linh lực biến mất ngược lại với biểu tình không hề phản ứng chính là tổ ấm thật lớn trong lòng thẩm uyên thổ nạp tuần hoàn không biết bao nhiêu lần đan điền vẫn trống rỗng so với lúc ban đầu phát hiện linh lực sẽ biến mất khi kinh hoàng phẫn nộ bất đồng trầm uyên lúc này đã đang suy nghĩ có nên tiếp tục tu tiên hay không nếu như mình không thể tu luyện sẽ bị lão đầu áo xám làm mất Thẩm Uyên ở trong lòng ai tháng, hắn không biết mình còn có biện pháp gì có thể từ trong tay lão giả áo xám sống sót. Một lần lại một lần thổ nạp chu kỳ mang đến chính là một lần lại một lần thất vọng. Sẽ không thật sự phải giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết bị hút suốt ba năm mới có thể có cơ hội xoay chuyển chứ. Thẩm Uyên ở trong lòng lại thở dài một hơi thật sâu. Lời bài hát Bút cờ bút cờ tiếng gõ cửa khiến Thẩm Uyên còn đang miên mang suy nghĩ bừng tỉnh, vội vàng đứng lên từ trên bồ đoàn. Đem sách nhỏ da xanh nhét vào trong ngực, đi tới mở cửa. Tuy rằng trong đan điền vẫn không có chút linh lực nào, nhưng không biết bao nhiêu lần thổ nạp tuần hoàn mang đến linh lực tôi thể, Thẩm Uyên vẫn cảm giác được, một đêm không ngủ còn có thể tinh thần phấn chấn chính là minh chứng tốt nhất. Sư huynh, làm sao vậy? Thẩm Uyên mở cửa nhìn thiếu niên áo trắng, có chút do dự hỏi. Thiếu niên áo trắng lại giống như nhìn ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thẩm Uyên, rung đùi đắc ý nói: tu luyện chi đạo tốt quá hóa dở một trương một thả mới là pháp môn bất nhị thẩm nguyên trượng nhị hòa thượng không hiểu rồi lại cung kính nói đa tạ sư huynh dạy bảo ân sư phụ đã rời khỏi cấm địa vốn muốn mang sư để đi cùng lại phát hiện ngươi còn đang thổ nạp liền bảo sư huynh ngươi ta mang ngươi về tông môn thiếu niên áo trắng dừng một chút không nghĩ tới ngươi nghỉ ngơi một chút lại thổ nạp gần hai canh giờ không hổ là tư chất hạng a Bạch y thiếu niên tự hồ có chút quán khí, cũng khó trách sẽ nói lúc trước quái thoại. Thẩm quyên vừa nghe lời này trong lòng cảm giác có chỗ nào không đúng, lại nói không nên lời, ngoài miệng lại thành thật nói. Kính xin sư huynh thứ tội. Người không biết không có tội, người cũng không biết hôm nay phải ra cấm địa. Thiếu niên áo trắng khoát tay, rộng lượng nói, người có cái gì muốn mang sao? Nếu không, chúng ta đi ngay đây tốc độ nhanh lên còn có thể theo kịp đại điển nhập môn tông môn có thể là có thêm một tiểu sư đệ thiếu niên áo trắng nói rõ ràng nhiều hơn thẩm uyên trả lời sư huynh em không có gì để mang theo tốt vậy thì đi thôi thiếu niên áo trắng hướng trầm uyên chào hỏi đi về phía trước đi trong chốc lát thiếu niên áo trắng nhìn thẩm uyên đi theo phía sau lại nhìn không được nói ngươi không muốn biết nhập môn đại điển sao thẩm uyên không lộ vẻ gì nhưng trong lòng vẫn cười nói. Quả nhiên vẫn là trẻ con, tìm thư uyển còn tưởng là lão yêu quái gì đó. Kính xin sư huynh chỉ giáo. Thẩm Uyên cố gắng làm ra vẻ tò mò, nhưng thất bại. Cái gọi là nhập môn đại điển tự nhiên là ngày đang dương tông ta thu đồ đệ. Thiếu niên áo trắng dẫn Thẩm Uyên đi qua con đường dài rẽ trái rẽ phải, vừa giải thích với Thẩm Uyên. Đại điển nhập môn phải mở trong 15 năm, hơn nữa mở liền 3 ngày đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy đại điển nhập môn thật sự lúc trước đều nghe được từ miệng sư thúc sư bá đến lúc đó bất luận là quan to quý nhân hay là người buôn bán nhỏ đều có thể đến sơn môn đang dương tông ta thử cơ duyên đồng dạng đây cũng là thời điểm độ vân sơn náo nhiệt nhất nghe sư huynh sư tỷ nói dưới chân núi tất cả đều là đồ chơi mới mẻ rất thú vị thiếu niên áo trắng nói rất hứng khởi vừa khoa tay múa chân giảng giải với thẩm uyên Thẩm Nguyên đi theo thiếu niên áo trắng phía sau nghe hắn giảng giải, trên mặt chất phát cũng lộ ra tình cảm hướng tới. Thông đạo vẫn tối tâm như vậy, tâm tình Thẩm Nguyên lại khác hẳn. Tuy rằng không biết lão đầu áo xám rốt cuộc muốn làm cái gì, cũng không biết thân thể của mình rốt cuộc có vấn đề gì, nhưng là người nha, có thể sống một ngày là một ngày. Thẩm Nguyên nghe thiếu niên áo trắng giảng giải, đẩy lòng không khỏi thầm nghĩ. Nếu tu tiên không thành, ở dưới chân độ vân sơn cưới vợ sinh con cũng chưa hẳn không thể, điều kiện tiên quyết là mình thật sự có thể từ trong tay lão giả áo xám sống sót. Đi tới đi lui, trước mắt thẩm uyên xuất hiện một chút ánh sáng, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng khu chiên gõ trống và tiếng pháo, cách đó hình như rất xa. Thiếu niên áo trắng vẫn tai nghe một hồi, lập tức mặt mày hớn hở nói với thẩm uyên Nhìn xem, có nghe thấy không, tiếng pháo, vừa mới bắt đầu, tăng thêm sức, vừa vặn tới kịp dứt lời liền chạy về phía ánh sáng trước mắt, thẩm uyên gắt gao đi theo phía sau thiếu niên áo trắng, liều mạng vung tay áo rộng thùng thình, chạy về phía ánh sáng. Chương 4 Nhập môn đại điển, bên trên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đứng trước một hang động bí ẩn, thẩm uyên phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy núi xanh như đại, gió xuân mưa phùng xuyên thấu qua rừng rậm trong núi thổi qua. Thẩm Nguyên hít một hơi thật sâu không khí trong lành trong núi, chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan miệng đầy mùi thơm cho dù thẩm uyên hai đời làm người đứng ở trong núi cảm thụ gió xuân mưa phùn cũng là lần đầu tiên thiếu niên áo trắng lấy lại bình tĩnh nhận rõ phương hướng mang theo thẩm uyên đi ra ngoài quên hỏi ngươi ngươi tên là gì thiếu niên áo trắng bấm dấu tay che mưa phùn ngày xuân bên ngoài hai người ta là chu tử minh tôi tên thẩm uyên đang định thốt ra tên mình rồi đột nhiên im miệng thiếu niên áo trắng chu tử minh dẫn thẩm uyên đi lên một con đường hẹp quanh co theo phương hướng tiếng pháo không rõ ràng lắm truyền đến đi về phía trước giáp lục sư huynh em tên là giáp lục sư phụ đặt cho em thẩm uyên thiếu chút nữa thốt ra tên của mình trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ dựa theo cách nói trong tiểu thuyết mạng nếu bị phát hiện mình nhất định sẽ bị chụp mũ đoạt xá đại ma đầu hoặc là vực ngoại thiên ma may mà mặt mình không thể làm ra biểu tình sinh động cái gì cũng nhìn không ra. Hả? Không dễ nghe, không dễ nghe. Chu Tử Minh cũng không quay đầu lại, dọc theo con đường quanh co đi về phía trước, miệng lẩm bẩm, sư phụ nhất định là loạn lên, chờ ngươi biết chữ, tự mình đặt một cái đi. Tự hồ là cảm thấy nói tên người khác như vậy có chút không tốt, Chu Tử Minh quay đầu lại, lại nói với Thẩm Uyên. Mấy năm nay, sư phụ sư bá còn có đệ tử sư tổ nhạc về đều là tự mình đặt tên, ta cũng vậy. Thẩm Uyên há miệng, nghe thiếu niên áo trắng nói, lại nghĩ tới huyết trì sâu trong hang động cùng với cảnh ngộ của Giáp Lục, không khỏi cảm thấy thế giới này thật sự là ma huyễn. Người tu tiên từ dưới chân núi cứu người lên núi, rồi lại hao hết tâm tư lấy nó luyện cổ, tuy rằng không biết có phải là ví dụ của lão giả áo xám hay không, nhưng vẫn khiến người ta không thể nào mở miệng. Vì thế Thẩm Uyên lại chỉ có thể nghẹn ra một câu: "Được, đa tạ sư huynh." Ân ừ. Chu Tử Minh thản nhiên lên tiếng, lại cẩn thận nhìn đường dưới chân, thận trọng nói với Thẩm Uyên. Theo sát tôi, nếu đi sai một bước, tôi cũng không cứu được cậu. Nghe nói như thế Thẩm Uyên làm sao còn không biết, cái này nhìn như Mỹ lệ cảnh sát bên trong khẳng định cất giấu vô số nguy hiểm, liền ngay cả thân là người tu tiên Chu Tử Minh cũng phải thận trọng đối đãi. Nhắm mắt theo đuôi không biết đi bao lâu, Chu Tử Minh rốt cục ngừng lại. Được rồi, cuối cùng cũng ra rồi. Chu Tử Minh thở dài một hơi, quay đầu dặn dò Thẩm Uyên. Cấm địa phía sau núi mười bước một hiểm, không có việc gì thì đừng sang bậy, nhớ không? Trong lòng Thẩm Uyên chăm chọc. Ai không có việc gì chạy về phía sau núi chứ, rảnh đến đau trứng mới đến. Trên mặt vẫn là một bộ dáng chất phát, nói. Nhớ kỹ. Chu Tử Minh hài lòng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Sư phụ lần này thu sư đệ tuy rằng thoạt nhìn không thông minh, nhưng vẫn rất nghe lời. Chu Tử Minh nghiện sư huynh một tay bắt lấy cánh tay Thẩm quyên, một tay không biết từ đâu lấy ra một khối lệnh bài hình tròn đen nhánh, nói: "Phía trước chính là trận pháp cấm địa sau núi, nếu không có lệnh bài, sư bá mạnh như trúc cơ cũng không ra được." Dứt lời, Chu Tử Minh liền giơ lệnh bài lên trước người, trong miệng lầm bầm vài câu, chỉ thấy trên lệnh bài bay ra một đạo bạch quang đánh vào trong không khí phía trước, một tấm màn sáng trong suốt hiện ra chu tử minh kéo thẩm uyên từ tầng ánh sáng mỏng manh này đi ra màn sáng chiếu vào người thẩm uyên chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo liền khôi phục bình thường quay đầu nhìn lại nào còn có màn sáng trận pháp gì thẩm uyên không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi may mà mình nhận thua nếu không cho dù mình thật sự may mắn chạy ra khỏi hang động cũng nhất định sẽ chết không minh bạch trong trận pháp thế giới tu tiên lúc trước xem tiểu thuyết khiến người ta sinh lòng hướng tới chân chính bày ra trước mặt lại khiến người ta nhìn mà sợ. Đừng nhìn nữa, còn phải đến thiện công điện lĩnh đồ của ngươi nữa. Nếu không nắm chắc thời gian sẽ không theo kịp phần thú vị nhất của đại điển nhập môn. Chu tử Minh thấy thẩm uyên còn đang sững sờ nhìn sau núi, túng lấy cánh tay hắn, đi về phía thiện công điện. Ngay tại đi hướng thiện công điện trên đường, thẩm uyên ngay cả nửa người bóng cũng không thấy, không khỏi đặt câu hỏi. Chu sư huynh, chúng ta đang dương tông đệ tử vẫn rất ít sao? Cũng không phải quá ít. Hừ, đã nói với ngươi hôm nay là nhập môn đại điển, ngoại trừ sư thúc, sư bá, sư huynh trực thủ, những thứ khác đều đến chỗ nhập môn đại điển dưới chân núi hỗ trợ. Chu Tử Minh nghe nói như thế, không khỏi hừ một tiếng, còn không nhanh lên, chậm hơn nữa thì cái gì cũng không đuổi kịp. Thẩm quyên vội vàng bước nhanh hơn, theo Chu Tử Minh chạy về phía Thiện Công điện. Độ Vân Sơn ở Nam Vực không tính là Linh Sơn Bảo Địa nổi danh, cho nên cả ngọn núi cũng chỉ có một Đan Dương Tông. Đan Dương Tông có ba đại điện, phân biệt là truyền pháp đại điện, thiện công điện, hình pháp điện. Thiện công điện hạ lại có luyện đan phường, luyện khí đường, tạp sự đường. Việc tu hành tạp sự của đệ tử Đan Dương Tông đều có thể giải quyết ở thiện công điện, bởi vậy quyền lực rất nặng, ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng không dám dễ dàng đắc tội trưởng lão trong đó ba đại điện đều tọa lạc trên đỉnh núi mái công đấu cũng đâm thẳng vào đám mây đồng dạng trưởng môn trưởng lão chỗ ở chân truyền đệ tử chỗ ở cũng là ở đỉnh núi mà nơi ở của đệ tử tạp dịch và ký danh đệ tử cùng một chỗ với luyện đan phường luyện khí đường tạp sự đường ở sườn núi chân núi độ vân sơn càng hướng lên trên linh khí càng sung túc tốc độ tu luyện lại càng nhanh là lấy trưởng môn trưởng lão ở vào đỉnh núi đệ tử chân truyền thứ hai đệ tử nhập môn ở sườn núi đệ tử ký danh một lần nữa chi cuối cùng chính là chỉ có thể ở tại chân núi tạp dịch đệ tử đệ tử chân truyền mặc áo tím đệ tử nhập môn mặc áo trắng đệ tử ký danh mặc áo đen về phần những tạp dịch đệ tử ngay cả ký danh đệ tử cũng không tính là cũng chỉ có thể mặc áo xám chu tử minh quen đường cũ đi xuyên qua đại điện cao vút trong mây hồ quẹo vào một đại điện thẩm uyên đi theo phía sau nhắm mắt theo đuôi sau khi Thẩm Uyên tiến vào đại điện, chỉ cảm thấy trong mắt là vẻ kim ngọc, nhìn quanh bốn phía đều là rừng cột chạm trổ. Giữa không trung đại điện hiện lên từng đạo kim quang màu xanh, mặt trên còn vẽ một ít ký hiệu Thẩm Uyên nửa hiểu nửa không. Thẩm Uyên trong lòng chấn động đến cực điểm, chất phát trên mặt lại bày không ra sinh động rung động chi tình, chỉ có thể hơi há miệng, lẩm bẩm nói. Đây là tiên gia cảnh tượng sao? Chu Tử Minh đẩy đệ tử áo đen tựa vào quầy ngủ, tỉnh lại, cho ta một khối lệnh bài đệ tử nhập môn, còn có vòng tay trữ vật. Đệ tử Trực Thủ đang ngủ gật trong Thiện Công Điện tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt, nói: "Chu sư huynh, sao ngươi không xuống chân núi xem náo nhiệt?" "Hừ, ngươi đem đồ vật cho ta ta liền đi." Chu Tử Minh có chút không kiên nhẫn, chỉ vào phía sau thẩm uyên nói: "Vị này chính là sư phụ ta mới thu thân truyền đệ tử, về sau luyện đan phường phát đang dược chính là do hắn phụ trách, hiểu không?" a à, a à, à, nguyên lai là trương phường chủ mới thu đệ tử thất kính thất kính đệ tử áo đen trực thủ lập tức tỉnh táo nhanh chóng lấy ra một chi lệnh bài hình bầu dục màu ngọc cùng với một chi vòng tay màu xanh đen đưa cho chu tử minh chu sư huynh ngươi điểm một chút đồ vật có đúng hay không chu tử minh tiếp nhận vòng tay trữ vật cùng lệnh bài hơi xem xét hài lòng gật gật đầu đối với đệ tử trực thủ nói chờ lần sau phát đang dược ta bảo sư đệ lưu lại cho ngươi chút tốt ha ha, vậy thì đa tạ chu sư huynh, đa tạ vị sư huynh này. Đệ tử áo đen trực ban vui mừng nhướng mày, hướng về phía chu tử minh cùng thẩm uyên chấp tay. Không đợi thẩm uyên đáp lễ, chu tử minh đã kiên quyết kéo thẩm uyên ra ngoài thiện công điện, đi về phía đại điển nhập môn dưới chân núi. Dần dần đi tới giữa sườn núi, chu tử minh thấy bốn bề không người, từ trong ngực móc ra lệnh bài nhập môn cùng vòng tay trữ vật. Đem đồ vật trong vòng tay toàn bộ lấy ra đưa cho Trầm Uyên, nói đệ tử nhập môn mới nhập môn có thể lĩnh lệnh bài đệ tử một khối, vòng tay trữ vật trăm cân một cái, bạch y hai bộ, mỗi tháng còn có thể lĩnh một viên linh thạch phẩm, trợ cấp tu hành. Hơn nữa theo thời gian nhập môn cùng với tu vi gia tăng, còn có thể lĩnh một ít pháp khí không tồi. Vậy Chu sư huynh, trong tay ngươi như thế nào có hai viên a? À? Thẩm Nguyên nhìn Chu Tử Minh trong tay trứng gà lớn nhỏ, hiện ra thủy lam quang mang, giống như trong suốt thủy tinh như tảng đá, ngơ ngác hỏi đây là đệ tử áo đen hiếu kính sư huynh đệ chúng ta chu tử minh vẻ mặt đắc ý nói với thẩm uyên sư phụ của chúng ta là phường chủ luyện đan phường chuyện phân phát đan dược cho đệ tử ký danh mỗi tháng tất nhiên là do đệ tử chúng ta làm thay những đệ tử áo đen kia nếu không muốn phân đến kém đan dược tất nhiên phải chuẩn bị một hai linh thạch này chính là như vậy mà tới linh thạch của thiện công điện phát ra tổng số lượng có thừa đệ tử trực ban lại không cần tốn linh thạch của mình cũng có thể tặng cho mình lấy được đang dược tốt đôi bên cùng có lợi chu tử minh đầu tiên là cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía thấy trên phiến đá sơn đạo không có một bóng người lúc này mới vỗ 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 bả vai thẩm uyên nói sau này ngươi theo ta lăn lộn này hai khối linh thạch ta trước giúp ngươi thu chờ ngươi tới luyện khí tầng một ta lại cho ngươi ngươi mau đem nhập môn đệ tử quần áo thay này sẽ là thật sự không theo kịp nhập môn đại điển chu tử minh đem hai khối linh thạch ném vào chính mình trữ vật vòng tay hướng trầm uyên thúc giục nói thẩm uyên nhìn chu tử minh thu linh thạch của mình vào trong túi trong lòng hiểu rõ hai khối linh thạch này nhất định là không trở lại không khỏi oán giận chu tử minh nhưng trên khuôn mặt chất phát của thẩm uyên lại không biểu hiện ra nửa điểm oán giận trên tay hắn lại càng không dám chậm tiếp nhận quần áo màu trắng của đệ tử nhập môn liền mặt lên người lại mang vòng tay lệnh bài bằng ngọc lên người cũng giống như vậy chỉ là quần áo đệ tử nhập môn vẫn là ngại lớn, lỏng lẻo treo ở trên người thẩm uyên. Ừ, không tệ. Chu tử Minh hài lòng gật đầu, kéo thẩm uyên tiếp tục chạy xuống núi. Tiếng pháo, tiếng gõ chiên, tiếng trống càng lúc càng vang lên. Trầm uyên đem tâm tình không thoải mái ném ra sau đầu, càng chờ mong đại điển nhập môn 15 năm một lần này. Thẩm Uyên đi theo Chu Tử Minh cuối cùng cũng tới dưới chân núi Độ Vân, chỉ thấy trên quảng trường chiếm diện tích trăm mẫu chật ních người, buôn bán, bán đường, bày sạp, hoàn toàn không giống đại hội thăng tiên tiên khí bồng bềnh trong tiểu thuyết, càng giống một hội chùa. Thế nào, náo nhiệt đi, 15 năm mới có một lần, bình thường nơi này ngay cả cái bóng ma cũng không có. Chu Tử Minh đụng Thẩm Uyên một cái, cười nói. Thẩm Uyên nhìn chính là ngẹn hồng trân trối, chỉ tiết chất phát trên mặt lại nhìn không ra như vậy đặc sắc biểu tình, vậy tuyển đệ tử địa phương ở đâu đâu chọn đệ tử ngươi muốn xem cái kia làm gì trên mặt chu tử minh hưng phấn xuất hiện một tia thần sắc khó hiểu tìm thư uyển ngươi đã là đệ tử nhập môn không cần đi chọn bất quá nếu ngươi muốn đi chờ ta chơi đủ chúng ta lại đi cũng không muộn nơi đó thật nhàm chán về phần vì cái gì phàm nhân cũng có thể tiến vào nhập môn đại điển quảng trường đó là bởi vì đang dương tông ta vị trí kỳ lạ những phàm nhân này cũng không có gì chơi địa phương, hơn nữa những phàm nhân này trên cơ bản đều là đan dương tông đệ tử hậu đại, trên núi chân nhân cũng sẽ không quá bất cận nhân tình. Tóm lại 15 năm một lần, có chơi là được. Chu Tử Minh gãi gãi đầu, có chút không sao cả nói. Nhưng trong nháy mắt, biểu tình trên mặt Chu Tử Minh lại hưng phấn lên. Dứt lời, liền lôi kéo thẩm uyên chen đến nơi đông người. Mưa phùn lất phất không biết ngừng từ lúc nào, Chu Tử Minh dẫn Thẩm Uyên chen chút trong đám người chơi tận hứng. Hai người ăn từ đầu này đến đầu kia quảng trường, Chu Tử Minh ăn đến lăn bụng tròn xoe, ý vẫn chưa hết. Thẩm Uyên là Chu Tử Minh ăn cái gì, hắn liền ăn cái đó, quả thực thể nghiệm một phen mỹ vị gì thế, lại một chút no cũng không có ý tứ. Nhìn không ra, sư đệ nhỏ như vậy, bụng lớn như vậy. Chu Tử Minh ở một cái, nói với Thẩm Uyên thẩm uyên cũng không biết vì sao mình ăn không đủ no chỉ có thể nở một nụ cười hơi khó coi chu tử minh nhìn thẩm uyên bộ dáng này cũng không hề trêu chọc hắn vỗ vỗ tay nói ăn cũng ăn chơi cũng chơi đi sư huynh dẫn ngươi đi xem đại điển nhập môn chân chính chỉ bất quá khẳng định không quá thú vị là được nói xong nhất chân hướng về quảng trường trung ương đi đến nơi đó có một khối sương mù mông lung địa phương chung quanh phạm nhân bán hàng rong cũng không có một cái là hướng nơi đó đi, tự hồ đều rõ ràng đó là địa phương nào. Chương 5 Nhập môn đại điển, bên trong Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đi theo tôi Chu tử minh lại ở một cái, một tay bắt lấy cánh tay thẩm uyên, chen qua bãi đất trống Đi tới đi lui, thẩm uyên chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo, trong lòng cả kinh, lắp bắp hỏi Đây là Không sai, nơi này có một đại trận. Hoặc là có tính vật đang dương tông ta phát ra, hoặc là cũng chỉ có thể mời đệ tử đang dương tông ta mang vào. Nếu muốn xông vào, hư hư. Chu tử Minh nói đến phía sau, không khỏi cười lạnh ra tiếng. Thẩm Uyên không khỏi có chút sợ hãi, trên mặt lại là một bộ ngơ ngác biểu tình, bị Chu tử Minh kéo đi về phía trước. Lại đi vài bước, chỉ thấy trước mắt sương mù mông lung đất trống cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi, như là đeo kính mắt cận thì mắt. Lập tức trở nên rõ ràng Thẩm uyên chỉ thấy trước người chật ních người Có hai vợ chồng mang theo một hài đồng ngây thơ kiển chân chờ mông Cũng có thanh niên hăng hái Thậm chí còn có thể nhìn thấy lão giả tóc bạc phơ Vừa có người mặc vải thô vải gai Cũng có người mặc lụa tơ tầm Nhưng không có ngoại lệ Trong ánh mắt những người này đều mang theo khát khao Cố gắng vương cổ nhìn về phía trước Nhưng không ai dám phát ra âm thanh Điều này khiến cho cả đám người lặng ngắt như tờ Tiên đạo trước không có quý tiện A à. Trầm Nguyên nhìn thấy một mạng như vậy không khỏi ở trong lòng cảm thán. Cho đến khi Chu Tử Minh lôi kéo Thẩm Nguyên từ phía sau bọn họ xông vào, mới giống như là phá vỡ cấm chế gì đó, trong đám người truyền đến một chút thanh âm. "Nhìn kìa, Bạch Y tiên sư trên núi." Có người thì thầm. "Thật nhỏ a, à, có người đang thán phục." "Hừ, có cái gì không dậy nổi, ta cũng có thể trở thành tiên sư." Có người đang ghen tị. Những người này nhao nhao nhường đường cho Chu Tử Minh và Thẩm Uyên đi qua. Chu Tử Minh trong lòng nghĩ như thế nào Thẩm Uyên không biết, nhưng là Thẩm Uyên một lòng lại đột nhiên nóng bỏng lên, có chút say mê. Đây là tu tiên giả sao? Yên lặng. Một vị đệ tử áo đen đứng ở cuối đám người giữ gìn trật tự lên tiếng trống to, biểu tình hơi hung ác. Đợi đến khi nhìn thấy Chu Tử Minh cùng Thẩm Uyên xuyên qua đám người đi tới, rồi lại thay đổi màu sắc, cúi đầu không lưng nói: chào chu sư huynh chào vị sư huynh này từ chu tử minh không mặn không nhạt đáp lời đệ tử áo đen thấy vậy vội vàng giơ tay ra nói trương phường chủ ở bên trong người thứ hai bên tay trái chính là chu tử minh nghe nói như thế hướng về đệ tử áo đen chắp tay nói đa tạ sư đệ dứt lời lại dẫn thẩm uyên đi về phía trước chỉ thấy đất trống phía trước có một mảnh đại điện cổ kính không biết chiếm diện tích bao nhiêu liếc mắt một cái tất cả đều là màu vàng ngọc khắp nơi điêu lan ngọc thế ở phía trước quần thể đại điện có một gian đại điện hai tầng phong cách cổ xưa trước bậc thang cửa điện bày mấy cái ghế gỗ lim trên ghế ngồi ngay ngắn vài người hoặc trẻ tuổi hoặc âm trầm hoặc tóc bạc nhan sắc trẻ con hoặc là sắc mặt hồng nhuận đó là các vị trưởng lão đang dương tông từ bên tay trái đếm lên người thứ hai ngồi ngay ngắn chính là sư phụ tiện nghi của thẩm uyên lão giả áo xám trương xuân lâm nhìn thấy vị lão giả tiên phong đạo cốt này thẩm uyên không tự chủ được nhớ tới cấm địa huyết trì cùng với viên đang dược nuốt vào trong bụng kia thân thể không khỏi run lên sao vậy chu tử minh cảm nhận được thân thể thẩm uyên run rẩy quay đầu lại hỏi nhìn thấy lại là khuôn mặt chất phát của thẩm uyên không có việc gì sư huynh thẩm uyên cúi đầu cố gắng làm cho thân thể mình ngừng run rẩy chu tử minh lại quay đầu nhìn lão giả áo xám lại quay đầu nhìn thẩm uyên biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên ý vị sâu xa không có việc gì là tốt rồi chúng ta đến chỗ sư phụ chu tử minh cũng không hề rối rắm lôi kéo thẩm uyên tiếp tục đi về phía lão giả áo xám ta có linh căng ta có linh căng kinh thành đại tiên sư tự mình cho ta đo như thế nào đến ngươi nơi này liền không có trận gào thét này đột nhiên xuất hiện khiến người ta liếc mắt rồi lại rất nhanh biến mất Tiếp theo chỉ thấy một nam tử áo xanh cả người sụi lơ như bùng nhảo bị hai vị đệ tử áo đen đỡ đi về phía ngoài bãi đất trống, miệng nam tử áo xanh còn đang mở ra nói gì đó, nhưng nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Lại là một người bị lừa. Chu tử Minh nhìn nam tử áo xanh như bùng nhảo, lắc đầu. Quay đầu lại đối diện với ánh mắt tò mò của thẩm quyên. Đợi lát nữa nói với ngươi, đi trước chào sư phụ. Chu Tử Minh mang theo Thẩm Uyên đi tới bên cạnh lão giả áo xám, lão giả áo xám đang ngồi trên một cái ghế gỗ liêm kiểm tra linh căn cho hài đồng trước mặt. Chỉ thấy tay phải của lão giả áo xám khoát lên đầu hài đồng trước mắt, chỉ dùng năm sáu hơi thở đã đưa ra kết luận. Tư chất hạng B, tứ thuộc tính ngụy linh căn, nhưng là ký danh đệ tử, coi như không tệ. Kế tiếp, dứt lời liền phất phất tay với vợ chồng mang theo hài đồng trước mắt, nhắm hai mắt lại, vợ chồng mang theo hài đồng vui mừng hiện rõ trên mặt hận không thể chúc mừng tại chỗ nhưng ngại bầu không khí yên tĩnh trên quảng trường lại không thể quá lớn tiếng la hét vì thế thiên ân vạn tạ mang theo hài đồng đi về phía sau lão giả áo xám nụ cười trên mặt cũng không ngừng được một vị đệ tử áo đen thấy thế tiếng lên đón chắp tay dẫn ba vợ chồng đi lên núi ra mắt sư tôn chu tử minh cười với lão giả áo xám thẩm uyên cũng học theo chào lão giả áo xám ân, ừ, đứng lên đi. Lão giả áo xám tự hồ có chút mệt mỏi, đối với hai người hành lễ có chút không kiên nhẫn nói. Đa tạ sư tôn. Chu tử Minh lăng lông lốc đứng thẳng dậy, kéo thẩm uyên trốn sau lưng lão giả áo xám. Nhìn đi, ta đã nói bên này nhàm chán, ngươi còn không tin. Chu tử Minh biểu môi, có chút bất mãn, nhỏ giọng nói. Sư huynh, vậy ngươi nói cho ta biết người kia bị lừa như thế nào đi thẩm quyên vừa nghe vội vàng nói sang chuyện khác chu tử minh vừa nghe lời này tinh thần phấn chấn nói hắc hắc nam nhân kia vừa nhìn chính là bị người lừa dối nói dối hắn có linh căn lại đem tín vật mua được từ đan dương tông ta tăng giá bán đi nghe nói mỗi lần nhập môn đại điển đều có thể nhìn thấy những kẻ ngốc này ngay cả vương công quý tộc cũng mắc mưu linh thạch của những kẻ ngốc kia thật kiếm được chu tử minh nói tiếp ngữ khí lại bất mãn những tên lừa đảo kia dùng tính vật Đan Dương Tông ta kiếm linh thạch, lại hại danh dự Đan Dương Tông ta bị hao tổn, thật sự là đáng dết Thẩm Nguyên lại như là phát hiện cái gì, Chu sư huynh, phàm nhân trong tay cũng có linh thạch sao? Tính vật của Đan Dương Tông cũng có thể dùng tài liệu hiếm để đổi lấy, dù sao Nam Thiên Đại Địa rộng lớn xung xuê, nhiều dược liệu, khoáng thạch và bí cảnh không muốn người biết. Phàm nhân vận khí tốt, cũng có thu hoạch đây cũng là một trong những nguyên nhân sư thúc sư bá nguyện ý thả một ít phạm nhân tiến vào bên ngoài quảng trường bày sạp, đệ tử luyện khí chúng ta nếu có thể nhặt được một cái rò rỉ, thì có thể kiếm lời gấp bội. Chu tử Minh nhìn đám người bên ngoài lều, buồn chán ngáp một cái. Còn có chính là tổ tiên di trạch, đang dương tông đệ tử trước 20 tuổi nếu là không thể cảm ứng khí cảm, luyện khí nhập thể, sẽ bị trục xuất tông môn, nếu là nguyện ý ở lại tông môn làm tạp dịch đệ tử 20 năm, như vậy trước khi xuống núi thì sẽ được ban cho nhập môn đại điển tính vật một quả, dù sao tư chất linh căn cũng là sẽ di trạch đời sau. Thẩm Nguyên yên lặng tiêu hóa chu tử minh theo như lời đồ vật, trong lòng vững vàng nhớ kỹ. Thế giới này là gọi nam thiên sao? Trầm Nguyên trong lòng kêu lên, này còn tu cái rắm tiên. Có nhiều thứ ngươi cũng không cần phải hỏi ta, trong tông môn học tri đường đều có sư huynh sư tỷ giảng giải, đến lúc đó ngươi cùng những đệ tử mới nhập môn này cùng đi nghe cho kỹ chu tử minh có chút không kiên nhẫn buồn ngủ bất quá cũng đúng chu tử minh ăn no lúc trước ở trong cấm địa lại dậy sớm chờ đợi thẩm uyên mệt mỏi cũng là bình thường ngay cả thẩm uyên cũng bắt đầu buồn ngủ hai người ở phía sau lão giả áo xám tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống ngủ gật không biết qua bao lâu chu tử minh một cái tác đánh thức thẩm uyên nhìn mau nhìn có một người mang nghệ thuật đến lúc này có náo nhiệt xem rồi. Thẩm Uyên còn chưa tỉnh táo đã nhìn thấy giữa quảng trường có hai bóng người đối diện nhau, vội vàng lau mắt nhìn kỹ, đây chính là lần đầu tiên trong đời xem người đấu pháp ở hiện trường, nhưng nhất định phải xem cẩn thận. Chỉ thấy trong sân một bên đứng một vị vải thô áo gai cao hào phóng mặt thanh niên, bên kia đứng một vị sắc mặt ngâm đen, hai mắt linh động hắc y đệ tử, hai người đang lẫn nhau chào hỏi. Thanh niên mặt vuông hướng đệ tử áo đen chắp tay, nói kính xin sư huynh hạ thủ lưu tình. Hắc hắc, dễ nói, dễ nói. Đệ tử áo đen cũng hướng thanh niên mặt vuông chắp tay, nhưng hai mắt lại xoay tròn, không biết đang có chủ ý gì. Tốt lắm, đã là mang nghệ đầu sư liền mau mau triển lãm ra đi, không nên lãng phí thời gian. Nếu là ngươi có thể nhập môn, tự có rất nhiều thời gian lẫn nhau trao đổi, luận bàn. Một vị ngồi ở bên tay phải lều dưới, sắc mặt hồng nhuận đạo cô mở miệng nói, chỉ là thanh âm thô lệ một chút không giống nữ tử thanh âm thẩm nguyên nghe xong lời này đưa ánh mắt hỏi chu tử minh bên cạnh chu tử minh nhìn thư uyển hơi suy nghĩ một chút nhìn lão giả áo xám cách đó ba bốn bước lại nhìn đạo cô mặt đỏ cách đó thật xa lúc này mới hạ giọng dùng thanh âm cực nhỏ nói vì đạo cô mặt đỏ kia là đường chủ luyện khí đường đương thuy nhưng sau lưng chúng ta đều gọi nạn là đường hồng kiểm mới vào trúc cơ ăn vẫn là trúc cơ đang do sư phụ chúng ta luyện chế chu tử minh lại dừng một chút nhìn thoáng qua lão giả áo xám trước người đừng nhìn nàng là tu vi trúc cơ cũng bị sư phụ chúng ta đè ép khu ư lão giả áo xám đưa lưng về phía chu tử minh và thẩm uyên đột nhiên ho nhẹ một tiếng chu tử minh lập tức ngừng nói nháy mắt với thẩm uyên nhìn vào giữa quảng trường chỉ thấy thanh niên mặc vuông bấm thủ quyết trong miệng niệm cái gì toàn thân liền bay lên một trận gió mát đẩy hắn chạy về phía thanh niên áo đen một bước bước ra là có thể xa ba bốn trượng thấy tình hình này đệ tử áo đen kêu lên quái dị một tiếng cũng nhéo cái dấu tay trên đùi nổi lên ánh sáng nhạt nhàn nhạt liều mạng lui về phía sau muốn rời xa thanh niên mặt vuông nhưng là không biết tại sao mặt vuông thanh niên cùng h y đệ tử khoảng cách lại càng kéo càng gần mắt thấy liền muốn đụng vào cùng một chỗ thanh niên mặt vuông mắt lộ vẻ vui mừng chỉ cần có thể đánh bại đệ tử áo đen, chính mình tiến vào đan dương tông chính là ván đã đóng thuyền. Vừa nghĩ, vừa từ sau lưng lấy ra một nhánh vũ khí đoạn côn màu đen sắc, kiểu dáng như ý, gõ về phía đệ tử áo đen gần trong gan tất. Đệ tử áo đen mắt thấy sắp hỏng bét, không để ý hình tượng nằm xuống đất, sử dụng một chiêu lười lừa lăn lộn, tránh thoát một kích này, dẫn tới mọi người ở đây một trận la ó cùng cười nhạo. Đệ tử áo đen giữ gìn trật tự lập tức lớn tiếng quát lớn. Yên lặng. Mọi người mới an tĩnh lại. Thanh niên mặt vuông Khẩn Trương vội vàng đuổi theo phía trước. Trong quảng trường xuất hiện tình cảnh quỷ dị, thanh niên mặt vuông cùng đệ tử áo đen một đuổi một chạy, vây quanh quảng trường trung ương vòng quanh. Chương 6. Nhập môn đại điển, phía dưới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thẩm Nguyên nhìn hai người vừa đuổi vừa chạy giữa quảng trường, không khỏi há hốc mồm, đây cũng gọi là tu tiên giả. Trong phim truyền hình, đám côn đồ ẩu đã đầu đường nhiều hơn bọn họ. Ta cực đệ tử áo đen thắng. Chu Tử Minh nhìn hai người ở giữa quảng trường, quay đầu cười xấu xa nói với Thẩm Uyên. Thẩm Uyên vừa nghe lời này, vừa cẩn thận liếc mắt nhìn lão giả áo xám, vừa nói: "Kính xin sư huynh dạy ta." Chu Tử Minh cũng không nói tiếp, tiếp tục cười xấu xa nói: "Hắc hắc, đệ tử áo đen tên là Tôn Thông, luyện khí tầng 3." cái kia áo gai thanh niên đoán chừng hẳn là có luyện khí tận năm tu vi, như thế nào cực không cực. Cực cái gì? Trong lòng thẩm uyên ai tháng, không cực không được. Trên người ta cái gì cũng không có, chu sư huynh. Thẩm uyên trong lòng ai tháng, nhưng trên mặt vẫn là một bộ ngơ ngác Đánh cực linh thạch tháng sau. chu tử minh nhìn thoáng qua lão giả áo xám, thấy không có ngăn cản, trong lòng đại định. Nói. Được nghe lời sư huynh thẩm uyên gật gật đầu ha ha sư đệ vậy ngươi thua chắc rồi trên mặt chu tử minh hiện ra vẻ vui mừng tôn thông là một vị hạ phẩm chế phù sư sư đệ ngươi cứ xem đi dứt lời liền quay đầu nhìn về phía sân ngay lúc hai người nói chuyện tình hình trong sân lại xuất hiện biến hóa không biết là vấn đề pháp thuật hay là vấn đề tu vi ánh sáng nhạt trên đùi đệ tử áo đen dần dần tản đi tốc độ dần dần chậm lại thấy tình hình này mặt vuông đại hán quát to một tiếng tốc độ lại nhanh một phần quơ thiết như ý hướng về đệ tử áo đen đập tới ngay tại thiết như ý sắp đập trúng thời điểm h y đệ tử nhưng là một bộ ngươi bị lừa biểu tình hướng mặt vuông thanh niên cười xấu xa thanh niên mặt vuông nhìn nụ cười xấu xa của đệ tử áo đen rất rõ ràng nhất thời gian đầu tê dại nhưng thiết như ý đã sắp đập trúng chỉ có thể hạ quyết tâm tiếp tục sử lực nói thì muộn, lúc đó nhanh. Mắt thấy thiết như ý sắp đập trúng, đệ tử áo đen đem một tấm hoàng phù đập vào ngực mình. Chỉ thấy một đạo kim quang chói mắt đến cực điểm từ chỗ hoàng phù phát ra, nhanh chóng bao bọc đệ tử áo đen ở bên trong, làm cho mọi người ở đây không thấy rõ tình huống. Mọi người xung quanh cũng kêu la lên, lại bị tiếng quát lớn của đệ tử áo đen trực ban đè xuống. Mặt vuông thanh niên cũng là cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng còn không kịp phản ứng mọi người ở đây liền nghe thấy đông một tiếng, giống như tiếng cục đồng đập chuông. Đợi đến có thể thấy rõ tình huống thời điểm, mặt vuông thanh niên trên tay thiết như ý đã không cánh mà bay, không biết đi nơi nào. Thanh niên mặt vuông trong lòng hoảng hốt, thừa dịp thời gian pháp thuật của mình vẫn còn, lọc bộp lọc bộp lui về phía sau mấy trượng xa, mới dừng bước, sắc mặt khó coi nhìn chầm chầm đệ tử áo đen bị kim quan bao vây. Chỉ thấy ở địa phương cách hắn mấy trượng, đệ tử áo đen lông tóc không tổn hao gì, hoa văn chưa động, toàn thân chảy xuôi kim quang trong suốt, kim quang này giống như một cái chuông đồng, đem thanh niên áo đen che ở trong đó, bảo vệ mưa gió không thấu. Mặt vuông thanh niên vừa mới kia thế đại lực trầm một kích, chỉ là gõ ở trên chuông vàng, cũng không có chân chính đánh vào đệ tử áo đen trên người. Mang đến ảnh hưởng cũng chỉ là để cho hắc y đệ tử lỗ tai nổ vang, không hơn. Hoàng phù của đệ tử áo đen cũng thật sự là thần kỳ, lại có thể hóa kim quang thành hiện vật, cứng trắng như sắt, khiến thanh niên mặt vuông tốn công vô ích. Nhìn kìa, Kim chung Phù. Trong mắt Chu Tử Minh lộ ra vẻ đắc ý, tôi biết ngay. Thẩm Uyên thấy tình hình này, tuy rằng trên mặt không hề biểu tình, đáy lòng lại đang kêu to ốc nhật, hận không thể hiện tại an vị thổ nạp, tiến vào tầng luyện khí trở thành một người tu tiên chân chính. Vẻ đắc ý trên mặt Chu Tử Minh nhanh chóng thối lui, cười xấu xa với Thẩm Uyên ông thông sau khi sử dụng kim chung phù tuy rằng không thể di chuyển nhưng đã đứng ở thế bất bại. sư đệ thật ngại quá linh thạch sư huynh phát cho tháng sau lại bất kính ha ha vậy cũng không nhất định ánh mắt thẩm quyên nhìn chầm chầm hai người đang giằng co giận dỗi nói nghe nói như thế chu tử minh vội vàng quay đầu nhìn về phía trung tâm quảng trường quảng trường trung ương hắc y đệ tử toàn thân tại kim quan bao vây dưới chỉnh hảo hướng về phía mặt vuông thanh niên cười quái dị. Vị đạo hữu này, ta xem ngươi vẫn là nhận thua đi, phải biết rằng ta cái này kim chung phù thế nhưng là luyện khí kỳ thượng phẩm phù lục, thua ở trên người nó không mất mặt. Nghe nói như thế, thiết như ý pháp khí rời tay mặt vuông thanh niên sắc mặt khó coi lại dần dần tản đi, sắc mặt cổ quái hướng hắc y đệ tử nhìn lại. Luyện khí thượng phẩm phù lục Ngươi một cái luyện khí tầng ba lại có thể chống đỡ tới khi nào? Nghe nói như thế hắc y đệ tử sắc mặt không thay đổi, linh động trong hai mắt lại hiện lên một tia bối rối, nổi giận nói. Thu thập ngươi là đủ rồi. Dứt lời, lại từ tay trái trong tay áo lấy ra ba tấm phù lục, mặt mang đau thịt hướng kim quang bên ngoài vung lên. Ngươi đã không chịu nhận thua, vậy tiếp chiêu đi. Hắc y đệ tử thanh âm trung khí mười phần, mặc cho ai cũng không biết trong lòng của hắn đang rỉ máu. Con bà nó, phù lục tất cả đều là linh thạch A, à lần này thiệt thòi lớn rồi. Ba tấm hỏa đạn phù luyện khí hạ phẩm, tôn thông lúc này thiệt thòi lớn rồi. Chu tử minh mắt thấy đệ tử áo đen đâm lao phải theo lao, bất đắc dĩ quăng ra ba tấm hỏa đạn phù, vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Thẩm Uyên đối với cái này không hề có cảm giác, từ khi hồn xuyên qua tới, tính toán đâu ra đấy cũng mới một ngày một đêm, hắn có thể đối với linh thạch có khái niệm gì ánh mắt thẩm uyên gắt gao nhìn chầm chầm đệ tử áo đen ném ra ba tấm hoàng phù, chỉ thấy hoàng phù vừa mới rời khỏi phạm vi bao phủ của kim quang, liền bồng một tiếng, ở trong không gian vặn vẹo tự dưng biến thành hỏa cầu màu đỏ to bằng hạt đào, hỏa cầu này tuy rằng không lớn, nhưng một cổ nhiệt độ nóng bức, theo sát tiểu hỏa cầu xuất hiện, mà tràn ngập đến bốn phía quảng trường. Ngay cả bởi vì mưa xuân mà có chút ẩm ướt quảng trường phiến đá cũng bởi vì hỏa cầu xuất hiện trở nên khô ráo thẩm uyên nhất thời có chút miệng khô lưỡi khô phàm nhân ở đây cũng có kinh hô lên đệ tử áo đen cũng không có đi quản bởi vì tình hình ở giữa quảng trường trở nên cực kỳ nguy hiểm chỉ thấy ba viên hỏa đạn phù to bằng hạch đào dưới sự điều khiển của đệ tử áo đen tạo thành hình chữ phẩm hướng về thanh niên mặt vuông bay đi thanh niên mặt vuông như lâm đại địch nhanh chóng bóp một thủ ấn kỳ dị gió mát sắp tiêu tán trên người lại tụ tập lại thậm chí so với trước còn mạnh hơn Thân ảnh thanh niên mặt vuông chợt lóe, liền nhanh chóng rời xa hỏa cầu. Nguyên bản ngồi ở trên ghế còn không phải rất để ý tỷ thí các vị trưởng lão đột nhiên tới hứng thú, đều nghiêm túc thoạt nhìn. Lúc trước nhập môn đại điển trung mang nghệ đầu sư người tu tiên phần lớn đều là nghèo rất mùng tơi tán tu, nào có cái gì có thể chân chính lấy ra pháp thuật, là lấy Đan Dương Tông các trưởng lão cũng không phải rất để ý, người tu tiên mang nghệ đầu sư muốn gia nhập Đan Dương Tông tiến hành tỷ thí cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi mà hiện tại, mặt vuông thanh niên thể hiện ra pháp thuật chân chính hấp dẫn đến các trưởng lão hứng thú. Thanh niên mặt vuông trong sân liều mạng chạy, vòng quanh đệ tử áo đen vàng rực rỡ xoay một vòng, chỉ chờ đệ tử áo đen pháp lực chống đỡ hết nổi, liền nhạo tới kết thúc tỷ thí. Mà bị kim quang vây quanh hắc y đệ tử lúc này sắc mặt lại tái nhợt, hắn hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm ở trên quảng trường phi hành tiểu hỏa cầu, từng giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuôi mà xuống làn da lộ ra từ trán đến cổ, cũng chảy ra rất nhiều mồ hôi nhỏ, giống như vừa mới làm xong vận động kịch liệt gì đó, toàn thân đều nóng hôi hổi. Lại qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, hắc y đệ tử thân thể tại mọi người nhìn chăm chú hạ mắt thường có thể thấy được trung rẩy lên, quảng trường bầu trời phi hành ba quả hỏa cầu cũng tại hắc y đệ tử toàn thân kịch liệt trung rẩy trung bắt đầu lay động lên, phía trên hỏa diễm bắt đầu trong chốc lát biến lớn, trong chốc lát biến nhỏ, không có cách nào tiếp tục bảo trì vững vàng phi hành không bao lâu rốt cục biến nhỏ lên một lần nữa hóa thành hỏa tinh phốc một tiếng biến mất ở trong không khí không chỉ là đệ tử áo đen thao túng hỏa cầu biến mất vô tung vô ảnh ngay cả trên người như nước chảy bao trùm kim sắc quang mang cũng bắt đầu bất ổn thanh niên mặt vuông rốt cục đình chỉ chạy trốn thở ra một hơi thật dài loại tư vị bị người đuổi theo này là thật không dễ chịu chỉ thấy hắn cười mạnh một tiếng đứng tại chỗ tay trái bấm quyết trong miệng nhanh chóng lầm bầm vài câu khẩu quyết, tay phải vung lên, một đạo phong nhận màu xanh hô bay ra nện vào kim quang hộ thể của đệ tử áo đen, nện hào quang màu vàng một trận dao động, phát ra một tiếng gào thét, đương. Mắt thấy kim chung phù quang mang sắp vỡ nát, hắc y đệ tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, không cam lòng giơ tay trái lên, nói. Ta nhận thua. Hừ, tỷ thí đến đây là kết thúc. Tán tu mã không thắng một vị lão giả tóc bạc nhang đồng ngồi ở bên tay phải đứng lên hung hăng trừng mắt nhìn đệ tử áo đen tuyên bố thấy tình hình này chu tử minh vẻ mặt không thể tin mơ hồ hồ nói ta không nghe lầm chứ tôn thông thua thẩm quyên đứng ở một bên nội tâm cao hứng không thôi nhưng trên mặt lại làm không ra biểu tình sinh động kéo ra một nụ cười khó coi chu sư huynh ngươi không nghe lầm tôn thông thua hơn nữa ngươi còn nợ ta một khối linh thạch chu tử minh vẻ mặt không tình nguyện chỉ thấy hắn ánh mắt tầm thường vừa chuyển lại cười hiếp mắt nói với thẩm uyên sư huynh nợ ngươi một khối linh thạch trên người còn thay ngươi bảo quản hai khối linh thạch đây là sư huynh nợ ngươi ba khối linh thạch đúng không đúng tìm thư uyển trong lòng thẩm uyên lộc bột, tên này sẽ không quỵt nợ chứ ngươi xem a à, chu tử minh bẻ ngón tay tiếp tục lừa dối thẩm uyên chỉ có tu vi đến luyện khí tầng một mới có thể mượn linh lực linh thạch tu hành sư huynh hiện tại đem linh thạch cho ngươi ngươi cũng không dùng được nói không chừng còn có thể bị người cướp đi không bằng trước đặt ở chỗ sư huynh đợi đến ngươi thăng cấp luyện khí tầng một sư huynh lại cùng nhau cho ngươi thế nào còn có thể thế nào trong lòng thẩm uyên căm tức nhưng trên mặt không lộ ra chút nào đều nghe theo sư huynh đúng rồi đây mới là sư đệ tốt của ta chu tử minh thân thiết ông bả vai thẩm uyên lại cẩn thận liếc mắt nhìn lão giả áo xám ở một đầu khác của quảng trường thanh niên mặc vuông cung kính nâng một chiếc ngọc giảng dài rộng hai ngón tay cho thanh niên áo bào đỏ ngồi chính giữa tiền bối đây chính là pháp thuật ta muốn hiến cho đan dương tông dứt lời liền cung kính đứng ở một bên hồng bào thanh niên ngồi ở chủ vị tiếp nhận ngọc giảng thần thức đảo qua liền nói pháp thuật cũng tạm được lại nhìn thoáng qua cung kính kính đứng ở một bên mặt vuông thanh niên nói tiếp người tư chất bính đẳng ngũ hành ngụy linh căng luyện khí tầng năm tuy rằng tuổi hơi lớn nhưng nếu là phân ngươi làm tạp dịch đệ tử trong lòng ngươi định sinh oán khí liền chuẩn ngươi làm đan dương tông ký danh đệ tử nếu là ngày sau có cơ duyên đột phá luyện khí tầng 9, có thể thành nhập môn đệ tử ngươi có nguyện ý hay không nghe xong hồng bào thanh niên nói xong cung kính đứng ở một bên mặt vuông thanh niên không khỏi kích động bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối đệ tử nguyện ý đệ tử nguyện ý ân ừ, đi xuống đi hồng bào thanh niên thưởng thức ngọc giảng trong tay vẫy vẫy tay với thanh niên mặt vuông lập tức có đệ tử áo đen tiến lên mang theo thanh niên mặt vuông lên núi lĩnh trang phục đệ tử cùng lệnh bài linh thạch pháp khí các loại tạp vật chương 7 mộng ngữ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thẩm Nguyên nhìn từ vị trí trung gian đi ra, được hai vị đệ tử áo đen dẫn lên núi, thanh niên mặt vuông vui vẻ ra mặt, không khỏi có chút tò mò đối với nhân vật ngồi ở trong đó, biểu môi với Chu Tử Minh đang ông bả vai mình, hỏi. Chu Sư Huynh, người này sao lại cao hứng như vậy, như là... Trầm Nguyên há miệng, thật sự không biết ăn phân ông mật những lời này ở Nam Thiên Đại Địa Thông không thông dụng, có thể nói hay không, chỉ có thể nói một nửa dừng lại giống như là gặp vận cướp chó đúng không? Chu Tử Minh vừa mới lừa dối Thẩm Uyên một phen, tâm tình coi như không tệ, tiếp theo Thẩm Uyên nói tiếp. "Ừ ừ, Thẩm Uyên nghe vậy, gật đầu như gà hút gạo. Cái này ngươi cũng không biết, tán tu ngày khổ sở nha, ăn bữa trưa, đau đầu liếm máu. Không chừng ngày nào đó không cẩn thận liền đem mạng cho mất, nào có gia nhập tông môn tiêu giao khoái hoạt." Đương nhiên, những tán tu đại lão thần thông kinh người kia ngoại trừ Chu Tử Minh dừng một chút, buông Thẩm Uyên ra, lấy tay vuốt ve cầm bóng loáng nói thêm. Người này lớn như vậy kỹ mới luyện khí tầng năm, ta đoán tư chất khẳng định không phải là tốt nhất. Nhưng là người này dâng lên môn kia ngự phong pháp thuật tuyệt đối không tệ, cho nên sẽ không từ tạp dịch đệ tử làm lên, khẳng định là từ ký danh đệ tử làm lên. Phải biết rằng cái khác tham gia nhập môn đại điển đệ tử, chỉ cần là bính đẳng, đinh đẳng tư chất đều phải từ tạp dịch đệ tử từng bước từng bước đi lên, người này thoáng cái liền thành ký danh đệ tử, có thể không vui sao? Vậy nếu là đệ tử tư chất hạng A, hạng B thì sao? Thẩm Uyên cẩn thận liếc mắt nhìn bóng lưng lão giả áo xám lại hỏi một câu. Chu Tử Minh chú ý tới động tác nhỏ của Thẩm Uyên, nhưng cũng không nói toạc ra. Tư chất hạng A xem như ngàn vạn lần chọn một, có đôi khi 15-16 năm mới có thể ra một người, nếu là gặp được ở đại điển nhập môn, có thể trực thăng làm đệ tử nhập môn, đợi đến thời cơ thích hợp, vị trí đệ tử chân truyền vững vàng, thậm chí cũng có thể tiến thêm một bước. Về phần đệ tử tư chất hạng B, sư huynh ngươi ta chính là, khởi bước chính là đệ tử ký danh, trong vòng 2 năm luyện khí nhập thể, 3 năm có thể đột phá luyện khí tầng 5 có thể trở thành đệ tử nhập môn. Thẩm Nguyên nghe được trong lòng cả kinh, vì chu sư huynh này mới 15 16 tuổi đã là luyện khí tầng 5 rồi. Chỉ một mình hắn có thể quét ngang tất cả đệ tử tham dự nhập môn đại điển ở đây. Như vậy xem ra 25, 26 mới chỉ là thanh niên mặc vuông luyện khí tầng 5 tư chất quả thật không được. Không sai, ta đã luyện khí tầng 6 rồi. Chu Tử Minh cười hắc hắc nói: "Ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi là giáp đẳng tư chất, mặc dù là ngũ hành ngụy linh căn, thế nhưng quan luận luyện khí cảnh giới mà nói, tốc độ tu luyện cũng là không chậm, chẳng qua cần tốn nhiều thời gian tinh thuần pháp lực mà thôi." Chu Tử Minh trong mắt hiện lên không hiểu quan dưới khuôn mặt không chút thay đổi của thẩm uyên lại cực đoan vạn vạn dặm chọn một quỷ xã đệ tử tư chất giáp đẳng nhà ai ném vào trong huyết trì thập lao tử kia a trước khi ném còn bị trồng cổ trùng nhốt vào phòng tối bị đánh đập dã man thẩm uyên không dám nhìn về phía lão giả áo xám chỉ có thể khống chế thanh âm của mình không phát ra khác thường nói ừ ta nghe lời sư huynh lão giả áo xám vẫn đưa lưng về phía chu tử minh và thẩm uyên nghe hai người nói chuyện híp híp hai mắt không biết đang suy nghĩ cái gì thẩm uyên cố gắng không bị ảnh hưởng bởi trí nhớ của giáp lục vương tay chỉ vào vị trí chính giữa quảng trường người ngồi ở giữa là ai nghe nói như thế chu tử minh muốn đưa tay che miệng thẩm uyên nhưng vẫn chậm một bước chỉ có thể kiên trì trả lời câu hỏi của thẩm uyên ngồi ở chính giữa là trúc cơ chân nhân trẻ tuổi nhất đang dương tông ta tư chất giáp đẳng, xích hỏa thiên linh căn, 6 tuổi khai mông, 7 tuổi cảm khí, 8 tuổi luyện khí nhập thể, 18 tuổi luyện khí đại viên mãn, 22 tuổi thành công trúc cơ, đánh khắp toàn bộ độ vân sơn vô địch thủ, người ta xưng xích hỏa chân nhân. Chu Tử Minh nhanh chóng nói đoạn từ này, thẩm uyên sửng sốt. Cùng lúc đó một cổ thần thức từ vị trí giữa quảng trường kéo dài ra, dừng lại trên bầu trời Chu Tử Minh và Thẩm Uyên. Sau khi nghe Chu Tử Minh nói xong, lúc này mới hài lòng rời đi. Thẩm Uyên chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo, đợi đến khi Chu Tử Minh nói xong, cảm giác khó chịu mới dần dần biến mất. Sư Huynh Vừa rồi Thẩm Uyên vừa định mở miệng đã bị Chu Tử Minh che miệng lại. Trở về rồi nói sau. Hắc hắc, tiểu gia hỏa thú vị. Người trẻ tuổi mặt hồng bào thưởng thức ngọc giảng không khỏi bật cười, lời nói cùng động tác của Chu Tử Minh dưới thần thức ly thể của Trúc Cơ Kỳ căn bản không chỗ nào che giấu. Đem ngọc giảng thưởng thức trong tay thu vào vòng tay trữ vật trên cổ tay, người trẻ tuổi áo bào đỏ từ trên chủ vị đứng lên, một cổ thần thức khổng lồ từ trên người bao phủ quảng trường lớn nhỏ hơn 10 trường. Lúc này trong đầu mọi người trên quảng trường đều vang lên một thanh âm trẻ tuổi, hơi kiêu ngạo. Hôm nay đang dương tông nhập môn đại điển đến đây kết thúc, đều giải tán đi. Ngày mai tiếp tục cẩn tuân pháp chỉ chân nhân. Toàn bộ đệ tử đang dương tông không người hành lễ, các vị trưởng lão ngồi trên ghế cũng chắp tay chào hỏi. Chu Tử Minh và Thẩm Uyên chậm một nhịp, vô cùng lo lắng mới từ trên mặt đất bò lên, chỉ thấy một đạo diệu mục xích hồng từ trên vị trí chính giữa quảng trường lay động mà lên, ở trên không trung quẹo một cái, bay về phía đỉnh núi Độ Vân Sơn. Ngay sau đó lại là một đạo kim hồng phù diêu mà lên, đi theo xích hồng. Thẩm Uyên tập trung nhìn lại, đạo cô mặt đỏ vừa rồi đã không thấy tung tích. Hư. Lão giả áo xám trước người nhìn hai đạo hồng quang trước sau rời đi cũng đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, thả ra một đóa pháp khí phi hành hình dạng mây trắng, thân hình chật lóe, đứng lên, tiếp theo bay về sườn núi. Thẩm quyên nhìn lão giả áo xám trước người lấy pháp khí phi hành rời đi, vừa định hỏi Chu Tử Minh cái gì, đã bị ánh mắt của hắn ngăn lại. Trở về rồi nói sau chu tử minh kéo thẩm uyên theo đám người tiêu tán như thủy triều đi về sườn núi đợi đến khi người xung quanh càng ngày càng ít chu tử minh nhìn quanh một chút thở dài một hơi oán giận thẩm uyên sư đệ ngươi thiếu chút nữa hại chết chúng ta hai lần vấn đề liên quan đến trúc cơ chân nhân có thể tùy tiện nói sao vừa vào trúc cơ liền có thể thần thức ly thể ngươi xem vừa rồi một cái quảng trường lớn như vậy đều là trúc cơ chân nhân thần thức bao trùm phạm vi sao tất cả mọi người có thể nghe thấy trúc cơ chân nhân nói nếu không là sư huynh của người ta cơ trí chúng ta lúc này đã bị trị một cái tội mắt không tôn trọng rồi dứt lời lòng còn sợ hãi vỗ ngực đáng sợ như vậy sao thẩm uyên có chút ngây người trước kia hắn sống trong hoàn cảnh mọi người bình đẳng không có cảm giác được chút nào không ổn chu tử minh tức giận nói không thể ở sau lưng nghị luận trúc cơ chân nhân ít nhất vừa rồi ở trên quảng trường không thể lớn tiếng nghị luận thẩm uyên ý thức được thế giới này khác trước thành thật nhận sai với chu tử minh đa tạ sư huynh dạy bảo chu tử minh không nói gì nữa theo sơn đạo đi về sườn núi chỗ ở của đệ tử nhập môn ở ngay đó lại đi trong chốc lát thẩm uyên đã có thể loáng thoáng nhìn thấy bộ dáng kiến trúc lúc này chu tử minh lại quay đầu lại nhỏ giọng nói với thẩm uyên ta biết ngươi muốn hỏi cái gì sư phụ của chúng ta cũng không phải trúc cơ chân nhân hắn là luyện khí kỳ đại viên mãn cho nên hắn không thể trực tiếp bay lên núi cũng chỉ có thể ở cùng chúng ta ở sườn núi bất quá sư phụ có đồng phủ của mình môi chu tử minh lại giật giật còn muốn nói thêm gì đó rồi lại nuốt trở vào đột nhiên cảm xúc của chu tử minh lại dâng cao kéo thẩm uyên trở về ta quên mất buổi tối nhập môn đại điển tạp sự viện dưới chân núi có tiệc nước có thể ăn liền ba ngày đi mau đi mau thẩm uyên còn đang tiêu hóa lời nói của chu tử minh bị tư tưởng nhảy nhót làm cho bất ngờ không kịp đề phòng, trên khuôn mặt chất phát còn chưa kịp có biểu tình lại bị Chu Tử Minh kéo xuống chân núi. Ánh tà dương như máu, trước khi bầu trời hoàn toàn tối đen, Chu Tử Minh mang theo Thẩm Uyên chạy tới viện tạp sự. Ngửi mùi cơm trong viện, bụng hai người đồng loạt vang lên. Tuy rằng giữa trưa, Chu Tử Minh cùng Thẩm Uyên ăn rất nhiều, nhưng là hai người thân là một cái bán tu tiên giả, đói nhanh một chút cũng rất bình thường đi. Hai người liếc nhau, kề vai sát cánh đi vào trong viện tạp sự trong lúc ăn uống linh đình trăng sáng đã tới trung thiên thẩm uyên ăn như quỷ đói chết đầu thai chu tử minh trợn mắt há hốc mồm thẩm uyên rốt cục cảm giác mình sắp ăn no lau miệng ngừng lại không ngừng có người hướng chu tử minh chào hỏi nhìn ra trước đó chu tử minh nói không sai trưởng quản đang dược phát cho hắn tất cả đệ tử đều muốn lấy lòng hắn thẩm uyên khấu khấu kẻ răng nói với chu tử minh Chu sư huynh, chúng ta cũng đi thôi. Sớm nên đi rồi, ngươi nhìn xem, trong viện còn có mấy người. Chu Tử Minh vẻ mặt bất đắc dĩ, đứng lên, đi ra ngoài. Người trong viện tạp sự đã sớm lác đác không có mấy, Thẩm Uyên vẫn luôn ăn không phát hiện. Hắc hắc. Thẩm Uyên còn nhớ mặt hướng Chu Tử Minh kéo ra một nụ cười không tính là đẹp mắt, tìm thư quyển cười hắc hắc nói. Tinh quang không hỏi người đi đường, thừa dịp ánh trăng tinh quang hai người chạy tới chỗ ở của đệ tử giữa sườn núi a à, về đến nhà rồi chỉ nghe xèo xèo một tiếng chu tử minh đẩy cửa chính một gian phòng ra sau khi đi hai bước sụi lơ ở trên giường trong phòng giường này là của ta giường kia là của ngươi chu tử minh lại ngồi dậy chỉ vào giường ở góc khác nói với thẩm Uyên: yên tâm là sạch sẽ ngươi là đệ tử thân truyền thứ hai mà sư phụ lão nhân gia thu nhận ta là đệ nhất lúc trước ta đều ở một mình. Chạy một ngày, luyện khí tầng 6 chu tử minh đều đã là hơi có mệt mỏi, huống chi vừa mới cảm khí, còn chưa bước vào luyện khí trầm uyên. Thẩm uyên học theo chu tử minh nằm trên giường gỗ, không dám lộ ra một chút khác thường. Trên giường gỗ trải thảm giống như vải bông, xúc cảm ấm áp khiến thẩm uyên cảm thấy dây tiếp theo mình sẽ ngủ say. Vẫn chưa thể ngủ. Thẩm uyên tự nhủ dưới đáy lòng. Thẩm uyên cố gắng giữ vững tinh thần, ngày hôm nay một đêm tiếp xúc với thứ gì đó so với cuộc sống hơn 20 năm trước của Thẩm Uyên còn đặc sắc hơn, tự như nằm mơ vậy. Hồn xuyên dị giới, huyết trì, cổ trùng, giáp lục ký ức, luyện khí đệ tử, trúc cơ chân nhân, tu tiên giới đấu pháp, đây hết thảy giống như một giấc mộng trong mộng, để Thẩm Uyên phân không rõ thật giả. Chạy theo Chu Tử Minh một ngày, bộ phận sợ hãi, bồi hồi và không an toàn trong lòng Thẩm Uyên bị hắn vứt ra sau đầu, mà hiện tại những cảm xúc này như thủy triều bao bọc lấy trái tim thẩm quyên. Cho đến lúc này, thẩm quyên mới có tâm tình có thời gian cẩn thận quan sát mạnh ký ức xui xẻo giáp lục để lại cho hắn. Đúng lúc này, chu tử minh giống như đã ngủ say lại đột nhiên nhảy ra một câu nói mớ. Nếu như muốn sống sót, liền đem chuyện cấm địa toàn bộ quên đi. Chương 8 Thực tế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lọc bột lọc bột nghe nói như thế thẩm uyên nhất thời bị kinh hãi không nhẹ sợ tới mức không dám nhúc nhích nương theo ánh trăng trắng nõảng ngoài cửa sổ thẩm uyên cố gắng không di chuyển thân thể chuyển động con ngươi nhìn về phía chu tử minh ở một bên phòng cứ như vậy không biết qua bao lâu trên giường chu tử minh vang lên tiếng ngáy rất nhỏ trong tiếng ngáy tràn ngập tiết tấu tâm thẩm uyên dần dần bình tĩnh lại bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Thẩm Nguyên mượn hơi thở chậm rãi hít vào để bản thân không hoảng loạn như vậy. Cố gắng đem ảnh hưởng của Chu Tử Minh nói mớ bài xuất ra ngoài não. Theo hô hấp bình tĩnh cùng thể xác và tinh thần điều hòa, mảnh ký ức của giáp lục lại một lần nữa nhảy ra, cùng lần thứ nhất cưỡi ngựa xem hoa sống sót sau tai nạn bất đồng, lúc này đây Thẩm Uyên trừng to hai mắt, giống như là đang xem một bộ phim, muốn vững vàng nhớ kỹ tất cả chi tiết trong mảnh ký ức của giáp lục. Giáp 6, không cha không mẹ không tên, ăn xin mà sống, từ lúc bắt đầu nhớ chuyện đã xin cơm. Lão ăn mày nói với tiểu ăn mày ngươi là người đại trịnh, ngươi không có cha cũng không có mẹ, nhưng ta là ông nội ngươi. Lão khất cái mang theo tiểu khất cái từ phía đông đế quốc ăn xin đến phía tây. Giáp lục từng thấy bão tuyết trên thảo nguyên, mưa thu trong thành, sông dài bạo ngược, tường thành còn cao hơn cả trời, hồ viện hung ác, đống lửa ấm áp trong miếu đổ nát, gà nướng thơm ngào ngạt, gậy dài biết phun lửa cùng với một lão giả hói đầu mặt đạo trang ký ức của giáp lục tan thành từng mảnh nhỏ trầm nguyên có thể nhìn thấy đều là ký ức sâu sắc nhất của giáp lục có nhiều thứ có thể sẽ quên nhưng lần đầu tiên nhìn thấy thế giới rộng lớn rung động lại vĩnh viễn sẽ không quên thẩm nguyên hoàn toàn quên mất ánh mắt chua xót theo lão giả hói đầu mặt đạo trang nhìn xuống lão khất cái chết trong bão tuyết bên ngoài thảo nguyên trung đô trên bầu trời đêm thảo nguyên có vô số sao băng xẹt qua Tiểu khất cái hấp hối được lão giả đầu trọc đạo trang cứu lên, cũng được giao cho một cái tên mới. Giáp lục Lão giả hói đầu mang theo giáp lục đi về phía nam, dọc theo đường đi ở khách điếm, ngồi xe ngựa, rất vui vẻ. Hôm nay, ông lão hói đầu lại cứu một cô bé, đặt tên là Ất Thất. Cô bé mắt to, khóc nháo đòi về nhà, ông lão hói đầu phất phất tay với cô bé, cô bé sẽ không khóc nữa, ngã đầu ngủ tiếp. Thẩm quyên khó khăn nuốt nước miếng chớp chớp đôi mắt khô khốc. Ký ức phía sau giáp lục càng ngày càng vỡ vụn, phản phất là cuộc sống không muốn đối mặt nhất. Đại điện cao vút trong mây, hành lang hôn ám, gian phòng tối đen, tiếng vang quỷ dị, trăng tròn đỏ như máu, đang dược có chứa huyết tuyến, cuối cùng tất cả đều quy về bóng tối. Thẩm Uyên nhắm mắt lại, yên lặng nhai nuốt ký ức của giáp lục, trong lòng phản phất có một thanh âm đang rống giận. Trăng sáng ngoài cửa sổ dần dần nghiêng về phía tây, chậm rãi biến mất cho đến nửa vần mặt trời đỏ nhảy ra phương đông, nhuộm độ vân sơn lên một tầng màu vàng. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, thẩm uyên mới chậm rãi ngủ, nhưng không bao lâu sau lại bị đánh thức. Dậy rồi, dậy rồi. Chu tử Minh lấy tay vỗ ván giường thẩm uyên, thùng thùng rung động. Thẩm uyên mở đôi mắt chua xót, nhìn thấy trần nhà bằng gỗ cùng với khuôn mặt trắng nõn non nớt. Chu sư huynh. Thẩm uyên vừa mới mở mắt, Đột nhiên nhớ tới đêm qua Chu Tử Minh nói mớ, không khỏi cả người run lên, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình vừa mới tỉnh ngủ. "Cậu làm sao vậy?" Chu Tử Minh bị Thẩm Uyên không hiểu sao run rẩy kinh ngạc. "Không có việc gì, có thể đêm qua ngủ không ngon." Thẩm Uyên muốn hỏi Chu Tử Minh đêm qua nói mớ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở lại. "Không có việc gì thì mau dậy đi, chúng ta đã muộn, cậu ngủ tiếp sẽ không kịp tiết sớm." Chu Tử Minh nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, thúc giục Thẩm Uyên. Lớp buổi sáng. Thẩm Uyên vừa mặc đồ đệ tử vào, vừa hỏi. Đi rồi em sẽ biết. Chu Tử Minh đứng bên giường Thẩm Uyên. Đợi Thẩm Uyên mặc xong quần áo, Chu Tử Minh bấm pháp quyết chỉ về phía Thẩm Uyên, một hạt ánh sáng nhạt màu trắng sữa nhanh chóng từ đầu ngón tay hắn bay ra, rơi xuống người Thẩm Uyên. Quần áo vốn có chút bụi bặm trên người Thẩm Uyên nhất thời trắng loãng như mới, thân thể càng như gió xuân phất vào mặt, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đây là pháp thuật. Thẩm Uyên mở miệng hỏi. Ân, ừ, tịnh y thuật, luyện khí kỳ đệ tử đều biết pháp thuật, cũng là đại bộ phận người tu tiên học được cái thứ nhất tiểu pháp thuật, như vậy có thể đem thanh tẩy thời gian tiết kiệm lại. Dứt lời Chu Tử Minh xoay người bước ra khỏi phòng. Vậy ăn cơm làm sao bây giờ? Thẩm Uyên vội vàng đuổi theo, hỏi muốn tiết kiệm thời gian luyện khí kỳ đệ tử tự nhiên là ăn ít cốc đan nhưng là theo ta mà nói vẫn là nguyện ý đi ăn tạp sự viện phòng bếp nơi đó đồ ăn chính là đan dương tông nhất tuyệt lời chu tử minh nói thẩm uyên không ngừng gật đầu tiệc lưu động ngày hôm qua thẩm uyên ăn nhiều nhất hai người đều ăn ý không nói mớ đêm qua giống như chu tử minh chưa từng nói thẩm uyên không nghe thấy vậy chu sư huynh hôm nay chúng ta còn đi ăn tiệc lưu động không đương nhiên phải ăn ba ngày nhập môn đại điển không cần tốn thiện công, những lúc khác đều phải tốn thiện công. Thẩm Uyên vừa định mở miệng hỏi, thiện công là cái gì, liền thấy Chu Tử Minh dừng bước, nói. Đến rồi, đây chính là tiết học buổi sáng địa phương, người muốn biết vấn đề, bên trong sư huynh sư tỷ đều sẽ nói. Có đôi khi còn có thể nhìn thấy đang dương tông đệ nhất mỹ nữ Nga. Vậy sư huynh không vào sao? Thẩm Uyên nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của Chu Tử Minh, hỏi không đi vào chỉ cần là nhập môn vượt qua ba năm đệ tử tiến vào học tri đường là muốn khấu trừ thiện công ta đã sớm qua ba năm rồi chu tử minh đầu lắc như trống bỏi ngươi vào nghe một chút tiết học buổi sáng kết thúc ta dẫn ngươi đi ăn ngon dứt lời lại đưa cho thẩm uyên một viên đang dược trắng sữa hiện tại thời gian không còn kịp ngươi trước dùng tiểu tích cốc đan lót một cái thẩm uyên sững sờ tiếp nhận tích cốc đan nhìn chu tử minh hai tay xoa đầu rời khỏi tầm mắt của mình tiếp theo hắn đem tích cốc đan màu trắng sữa nắm ở trước mắt cẩn thận quan sát một chút ký ức của giáp lục cùng kinh nghiệm của mình đều làm cho hắn đối với đang dược có chút dị ứng tìm một vòng lại một vòng thẩm uyên không có ở thô ráp ít cốc đan thường tìm được huyết tuyến liền đem bỏ vào trong ngực chuẩn bị chờ đói bụng lại ăn học tri đường tọa lạc trên bờ biển mây ở sườn núi độ vân sơn là một đình bốn góc khổng lồ gió lùa bốn phía ở giữa bốn cây đình trụ treo rèm châu chế thành ngọc thạch cùng lụa mỏng màu trắng, lối vào treo một tấm bản hiệu thật lớn, mặt trên dùng chữ phiêu dật viết hai chữ to màu vàng kim. Học tri Một gốc tùng cổ khổng lồ vương cành cây ngăn trở một gốc bản hiệu, toàn bộ cảnh tượng có vẻ xa hoa, phản phất như tiên cảnh. Thẩm Uyên đứng dưới cổ tùng ở cửa học tri đường, trong lòng không khỏi than thở. Đây không phải là mộng, thật sự không thể quay về nào có ai có thể liên tục nằm mơ hơn một ngày hai đêm, thậm chí giấc mộng này còn đang tiếp tục. Tạm biệt, ta thân ái tiểu tỷ tỷ, tạm biệt ta đồ ăn bên ngoài, tạm biệt điện thoại di động của ta, còn có ta thân ái nhất Internet thế giới. Thẩm Uyên đứng ở dưới cổ tùng, đáy lòng không ngừng kêu trên, mà trong mắt đệ tử đi học buổi sáng, lại giống như là đang nhìn chầm chầm bản hiệu học tri đường sững sờ, cũng không ai dám đi gọi hắn, dù sao trên người thẩm Uyên mặc áo trắng của đệ tử nhập môn vạn nhất vị sư huynh này là đang tìm hiểu thứ gì đó liều lĩnh đánh thức hắn chẳng phải là muốn bị ghi hận cả đời sao tiết học buổi sáng thời gian càng ngày càng gần vào miệng áo xám đệ tử cùng áo đen đệ tử cũng càng tụ càng nhiều ai cũng không dám đi quấy rầy thẩm uyên tìm hiểu lúc này một vị nam tử trung niên mặc thanh y khuôn mặt bảo thủ chậm rãi đi tới nhìn cửa học tri đường chật ních đệ tử không khỏi nhướng mày giờ học buổi sáng đã tới còn không mau ngồi xuống tất cả đều chen chúc ở chỗ này làm cái gì thanh âm nghiêm túc trong nháy mắt cắt đứt tiếng kêu trên dưới đáy lòng thẩm uyên đệ tử áo xám áo đen tụ tập ở phía sau cũng bị cả kinh nhao nhao đi về phía trước thẩm uyên cũng vội vàng theo dòng người vọt vào trong học tri đường chẳng qua hắn một thân áo trắng ở giữa áo đen cùng áo xám là quá mức dễ thấy trung niên bảo thủ liếc mắt một cái liền nhìn ra thẩm uyên chính là đầu sỏ gây nên tắc nghẽn trung niên cứng nhắc không có lên tiếng chậm rãi đi theo các đệ tử phía sau đợi đến tất cả đệ tử ngồi xuống liền thản nhiên đi tới chủ tọa đàm bên cạnh khoanh chân ngồi xuống học tri đường ở bên ngoài thoạt nhìn không lớn bên trong lại có động thiên khác bồ đoàn bàn học cái gì cần có đều có tham gia khóa học buổi sáng đại mấy chục đệ tử cũng ngồi thư thớt đại bộ phận bồ đoàn đều là trống không tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê giao su com cẩn thận ngẫm lại mà nói cũng là thập phần hợp lý Đàng dương tông nhập môn đại điển mở liền ba ngày, ngoại trừ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử, đi nhập môn đại điển hỗ trợ đệ tử cùng với tạp thất tạp bác trực thủ đệ tử, còn có thể có nhiều người như vậy có thể tới nghe khóa học buổi sáng, đang dương tông hẳn là tương đối khá tông môn. Khủ ư, trong buổi tọa đàm, người trẻ tuổi ho khan một tiếng, nhất thời trong học tri đường lặng nhắc như tờ. Trung niên cứng nhắc lại từ trong tay áo lấy ra một ấm trà tử sa khéo léo, đặt lên một ngụm, nhìn thẩm uyên ngồi cách buổi tọa đàm thật xa không chút khách khí nói đệ tử nhập môn hết thảy ngồi xuống phía trước thẩm uyên nhìn quanh bốn phía cũng chỉ có mình một cái áo trắng không khỏi xấu hổ đúng vậy chính là ngươi trung niên cứng nhắc đặt ấm trà tử sa lên bàn lại bồi thêm một câu thẩm uyên nhất thời như lửa đốt mông đứng dậy tại hơn mười đệ tử chú ý lễ trung ngồi xuống bảo thủ trung niên đối diện tuy rằng trong lòng xấu hổ không thôi nhưng trên mặt thẩm uyên vẫn là một bộ dáng chất phát. Giáp lục mặt than thật đúng là có thể cứu mạng A, thẩm uyên ở trong lòng chăm chọc nói. Nhìn thẩm uyên ngoan ngoãn ngồi trước mặt mình, trung niên cứng nhắc hài lòng gật đầu. Chư vị đệ tử đều là mới vào đan dương tông ta, vừa mới bước vào tu tiên chi môn, chắc hẳn trong lòng nhất định có nghi hoặc, vì sao có đệ tử thân bạch y, có đệ tử thân hắc y, mà có lại chỉ có thể mặc áo xám. Rõ ràng đều là người tu tiên lại muốn phân ra ưu khuyết. Trung niên cứng nhắc dùng ngón tay chỉ đệ tử áo xám, có ngón chỉ đệ tử áo đen, cuối cùng chỉ vào áo trắng của Thẩm Uyên. Đệ tử phía dưới cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Vậy hôm nay ta sẽ dạy cho chư vị đệ tử cái gì gọi là tư chất, cái gì gọi là linh căn. Trung niên cứng nhắc buông ngón tay, hướng về các đệ tử không ngừng nghị luận, nghiêm túc nói. Chương 9. Tư chất, linh căn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lời nói của trung niên cứng nhắc thoáng cái liền trấn trụ thiếu nam thiếu nữ hôm qua vừa mới trở thành đệ tử đang dương tông, không khỏi vểnh tai lên, tập trung tinh thần lắng nghe. Nhưng cũng có người tự hồ đã sớm biết cái gì là Linh căn đối với việc này khinh thường. Linh căn giả, tu tiên chi cơ sở. Nếu là không có Linh căn, vậy chuyện tu tiên ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, bởi vì ngươi căn bản là không cách nào cảm ứng được Linh khí chớ đừng nói chi là tu luyện ra pháp lực. Cho dù ngươi thiên phú dị bẩm, tư chất giáp đẳng, kinh mạch, căn cốt là lựa chọn tốt nhất, muốn trở thành tu tiên giả cũng là nói suông. Nói như vậy, linh căn không có ưu khuyết chi thuyết, lại có thật giả chi biệt, chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các loại ngũ hành thuộc tính. Đại bộ phận người linh căn đều là này năm loại hoặc bốn loại trọng lượng thuộc tính hỗn tạp, những người này tuy rằng cũng có thể cảm ứng được thiên địa linh khí nhưng là tu luyện hiệu quả cũng chỉ có thể nói là tạm được. Hơn nữa tại trúc cơ kỳ đại viên mãn tiến vào kim đan cảnh giới lúc sẽ ra tiền mặt đang bình cảnh, một khi thất bại, nhẹ thì tổn thương đạo cơ, nặng thì thân tử đạo tiêu. Cho nên người tu tiên gọi nó là ngụy linh căng. Chân linh căng cũng chỉ có một loại, cũng được xưng là thiên căng, chính là chỉ chỉ có một loại thuộc tính đơn nhất linh căng, ý tứ là trời cao sủng nhi. Bởi vì có được loại này linh căng, bất luận là thuộc tính gì người hắn tu luyện tốc độ đều gấp 2 tới 3 lần bình thường linh căn. Hơn nữa tu luyện tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, không cần đối mặt bước vào kết đan kỳ lúc ứng đối mặt bình cảnh, có thể dễ dàng bắt đầu kết đan, chỉ cần vượt qua kim đan thiên kiếp, liền có thể trở thành kim đan tổ sư. Thọ hưởng 500. Xích hỏa chân nhân Đan Dương Tông chúng ta chính là xích hỏa thiên linh căn, chỉ đợi hắn xây cơ viên mãn, liền có thể thẳng vào kim đan đan ta trở thành đan đan tổ sư dương tông thái thượng trưởng lão nói tới đây trung niên cứng nhắc không khỏi lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo phản phất có thể trở thành thái thượng trưởng lão chính là hắn nghe đến đó đệ tử phía dưới có chút ngồi không yên không khỏi giơ tay ý bảo vậy tiên sinh tam linh căng cùng sông linh căng đâu bọn họ là chân linh căng hay là ngụy linh căng phong linh căng chẳng lẽ không tính là ngũ hành linh căng sao khụ chớ có gấp gáp Ta còn chưa nói xong đâu, Bảo thủ Trung niên đem vẻ mặt kiêu ngạo thu hồi, một lần nữa trở nên nghiêm túc, nhưng không có trực tiếp trả lời phía dưới đệ tử vấn đề, ngược lại bắt đầu giảng giải lên cái gì là phong linh căn. Cái gọi là phong linh căn chính là một linh căn làm chủ, hỗn tạp các thuộc tính khác linh căn biến dị mà đến, đồng dạng băng linh căn chính là thủy linh căn làm chủ hỗn tạp các thuộc tính khác linh căn biến dị mà đến, cùng loại này còn có lôi linh căn, ám linh căn, sa linh căn các loại biến dị linh căn. Về phần sông Linh Căng, Tam Linh Căng chính là không có biến dị biến dị Linh Căng, bọn hắn cùng bình thường ngũ hành Linh Căng giống nhau đều thuộc về ngụy Linh Căng. Tuy rằng biến dị Linh Căng, sông Linh Căng, Tam Linh Căng tu tiên giả, bọn hắn tốc độ tu luyện so với thiên căn giả chỉ kém một chút, hơn nữa nếu như có thể tìm được cùng thuộc tính tương phối công pháp, những người này hơn phân nửa đều sẽ là không dạy nổi cao thủ. Nhưng là bọn hắn cùng ngũ hành linh căn tu tiên giả giống nhau đều không có miễn trừ kết đang bình cảnh thiên phú, cho nên bị quy về Ngụy Linh căn. Nhưng cũng có tu tiên giả cho rằng Song Linh căn, Tam Linh căn, biến dị Linh căn cùng Thiên Linh căn tu luyện tốc độ gần nhau, nên đem quy về chân Linh căn. Một hơi nói dài như vậy, Trung niên bảo thủ có tu vi tái thân cũng không khỏi có chút miệng khô lưỡi khô, cầm lấy ấm trà tử sa đặt ở trên bàn uống một hơi, để cho đệ tử phía dưới chậm rãi tiêu hóa lời nói của mình. Thẩm Nguyên ngồi trước mặt Trung niên cứng nhắc nghe như mặt không chút thay đổi đẩy lộng lại dâng lên sóng to gió lớn. Tà nhật, thật. Internet trong tiểu thuyết tu tiên thế giới. Trầm Nguyên từng không chỉ một lần ảo tưởng có thể xuyên qua đến tu tiên thế giới. Lại không nghĩ tới thật sự có một ngày thực hiện. Không đúng, không đúng. Một đệ tử áo xám kêu lên, thanh âm lớn đến mức bàn học đều chấn động. Thẩm Nguyên không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị thân hình khôi ngô thiếu niên, ngồi xếp bằng tại một đám áo xám đệ tử ở giữa kêu la, giống như một tòa núi nhỏ chiếm cứ, thật không biết là ăn cái gì lớn lên. Có gì không đúng? Trung niên cứng nhắc cũng không tức giận, mở miệng hỏi. Đệ tử khôi ngô tự hồ cũng vì thanh âm to lớn của mình mà cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói. Ta là tam linh căng, ta mặc áo xám, vị sư huynh này là tứ linh căng, tại sao lại mặc áo đen? trung niên cứng nhắc không khỏi có chút cao hứng, đệ tử giỏi nâng đỡ như vậy càng ngày càng ít, nói. Linh căn trời sinh, không thể cưỡng cầu, thiên linh căn giả trăm năm khó gặp, một khi thu nhập tông môn, bồi dưỡng thêm một chút, liền có thể đạt được một vị kim đan kỳ cao thủ. Biến dị linh căn, song linh căn thậm chí tam linh căn giả 25 năm một lần, tìm được cùng thuộc tính phối hợp công pháp, những người này hơn phân nửa đều là cao thủ không dạy nổi, bình thường có thể chống đỡ ba, bốn người tu tiên giả bình thường thực lực ngang nhau. Lời này nghe được khôi ngô thiếu niên không khỏi cao hứng lên, cảm thấy mình lập tức có thể mặc vào HI, y trở thành ký danh đệ tử. Nhưng những tình huống này đều phải căn cứ vào một điều kiện ngang nhau, đó chính là tư chất hạng A. Lời nói của trung niên cứng nhắc lập tức dập tắt nhiệt hỏa trong lòng thiếu niên khôi ngô, trực tiếp ngay ngốc tại chỗ. Tư chất bao hàm kinh mạch, căn cốt, đan điền các loại, thử hỏi các vị đệ tử, tu tiên chi lộ hộ thân chi pháp cùng trường sinh chi thuật cái nào trọng yếu hơn. Thiếu niên khôi ngô đã bị lời nói của trung niên cứng nhắc đã kích đến, hắn chỉ là tư chất kém cỏi nhất, chỉ có thể yếu ớt trả lời. Trường sinh chi thuật đi. Trung niên cứng nhắc lại cười nhạo một tiếng. Sai rồi, hộ thân chi pháp cùng trường sinh chi thuật giống nhau trọng yếu. Người trong chúng ta vì sao tu tiên? Không ngoài cầu một cái đại tự tại, đại tiêu giao, đại trường sinh nhưng là từ xưa đến nay trường sinh giả có mấy người phi thăng giả có mấy người đều chết ở cầu trường sinh dài đằng đẳng tiên trên đường truy cứu nguyên nhân chính là người chết thần thông không đủ cao thuật pháp không đủ cứng nắm đấm không đủ lớn không thể bảo vệ chính mình trường sinh chi quả vậy cái đó và tư chất thì có quan hệ gì thiếu niên khôi ngô lại bị lời nói cứng nhắc của trung niên hấp dẫn kìm lòng không đậu hỏi trung niên bảo thủ nhìn thoáng qua đệ tử khôi ngô nói linh căng là tiến vào con đường tu tiên chìa khóa tư chất lại là quan hệ đến ngươi có thể ở trên con đường này đi bao xa giáp đẳng tư chất pháp lực lớn nhất có thể chiếm đan điền lớn nhỏ chín thành chín kinh mạch rộng lớn nhất chín thành chín ất đẳng tư chất pháp lực lớn nhất có thể chiếm đan điền lớn nhỏ sáu thành sáu kinh mạch rộng lớn nhất sáu thành sáu bính đẳng tư chất pháp lực lớn nhất có thể chiếm đan điền lớn nhỏ bốn thành bốn kinh mạch rộng lớn nhất bốn thành bốn đinh đẳng tư chất pháp lực lớn nhất có thể chiếm đang điền lớn nhỏ hai phần, kinh mạch động lớn nhất hai thành hai. Giáp ất bính đinh tứ đẳng tư chất căn cốt cũng có bất đồng, giáp đẳng tư chất bê đẳng đẳng tư chất tiện tay học được pháp thuật, kỹ xảo, người có tư chất như bính đẳng đinh có thể ngay cả cửa pháp thuật cũng không mở ra được. Đoạn lời nói vòng vo của người trung niên cứng nhắc này khiến một đám đệ tử ở đây trầm mặt không nói, Thẩm Uyên nghe xong lại âm thầm may mắn còn không phải cùng thế giới tu tiên trong tiểu thuyết Internet giống nhau như đúc sao? Trung niên cứng nhắc nhìn đám đệ tử trầm mặt không nói, vẫn ngại không đủ, tiếp tục nói. Giáp đẳng tư chất đệ tử, pháp lực thâm hậu, kinh mạch cứng cỏi, các loại cường đại pháp thuật tùy tiện phóng thích, có thể liên tục phóng thích nhiều lần, thậm chí có thể càng nhỏ cảnh giới đánh bại đối thủ, mà đinh đẳng tư chất đệ tử, pháp lực nông cạn, kinh mạch yếu ớt, một cái hoàn chỉnh tiểu pháp thuật phóng thích đều gặp ghềnh, lại như thế nào cùng giáp đẳng tư chất người so sánh. Linh căn biến dị, sông linh căn, tam linh căn, tứ linh căn và ngũ hành linh căn đều phải đối mặt với trúc cơ, kim đang bình cảnh, lại không thể lấy cảnh giới áp người. Hiện tại ngươi còn cảm thấy mình nên mặc hắc y sao? Câu nói cuối cùng, trung niên cứng nhắc nghiêm túc nói với thiếu niên khôi ngô. Vậy một chút biện pháp liền không có sao, khôi ngô thiếu niên nghe xong bảo thủ trung niên lời này rõ ràng có chút tâm tình sa sút rồi lại không cam lòng hỏi. Biện pháp cũng có, chỉ bất quá. Đông đảo đệ tử áo xám cũng sinh lòng chờ mong nhìn về phía trung niên bảo thủ, trung niên bảo thủ cũng không đáp lời, quay đầu lại nói linh thể. Chúng đệ tử bị hắn treo khẩu vị, chỉ có thể kiên nhẫn nghe tiếp. Lại nói, ngoài trừ tư chất, linh căn còn có một ít hiếm thấy thể chất cũng sẽ ảnh hưởng người tu tiên cầu đạo con đường, đó chính là linh thể cũng không phải nói chỉ cần có linh thể là có thể tại trường sinh chi lộ thông suốt không trở ngại, có đôi khi chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu, liền nói thí dụ như sinh có long ngâm linh thể nữ tử, tình huống như vậy, tu tiên giả xưng là tuyệt mạch. Tìm thư uyển www.giao su com lại ví dụ như sinh liền âm linh căn tu tiên thức tỉnh thuần dương linh thể, cũng sẽ dẫn đến đồng dạng tuyệt mạch, nếu không có đại năng tu sĩ can thiệp, tất nhiên mệnh sẽ không lâu nữa. Đồng dạng, Người tu tiên tư chất cực hạn chính là chính thành chính, nếu vượt qua cái này cực hạn, sẽ diễn hóa thành muốn mạng thiên khuyết bệnh nan y, pháp thuật, trận pháp, phù lục thuật vừa nhìn liền biết, vừa nhìn liền tin, nhưng là thọ nguyên cực ngắn, coi như là may mắn trúc cơ cũng chỉ có luyện khí cảnh giới thọ nguyên. Trung niên cứng nhắc quanh đi quẩn lại nói về vấn đề tư chất, thẩm uyên cũng không khỏi vẫn tai cẩn thận lắng nghe, ai sẽ chê tư chất của mình không đủ mạnh. Thiên khuyết bệnh nan y tên như ý nghĩa, chỉ có tiên thiên hình thành, hậu thiên bất luận ăn cái gì thiên tài địa bảo, hoặc là tiên gia công pháp, cũng sẽ không vượt qua chính thành chính phạm vi. Đệ tử áo xám, áo đen nghe đến đó hưng phấn lên, vội vàng đồng thanh hỏi. Xin tiên sinh chỉ giáo. Trung niên cứng nhắc thở dài một tiếng, thổn thức không thôi nói. Từ xưa đến nay, vô số tiền bối tiên hiện đều đang tìm cách bù đắp tư chất, thậm chí phương pháp linh căng, nhưng đều là thất bại chiếm đa số ngẫu nhiên có phương pháp thành công cũng phần lớn thất lạc ở trong dòng sông lịch sử mênh mông cho dù thật sự có thần vật có thể bù đắp tư chất tiên thiên lại đủ cho mấy người dùng hiện nay trong tu tiên giới sợ là chỉ có bàn môn tả đạo hậu hoạn vô cùng mới có thể làm được nếu thật muốn bàn môn tả đạo để bù đắp tư chất không đủ sợ là ngay cả người sử dụng mạng nhỏ của mình cũng phải góp vào đi hưu đi hưu trung niên cứng nhắc nói xong liền hóa thành một đạo thanh quang trốn vào giữa không trung, không biết bay đi nơi nào. Trên độ vân sơn vang lên tiếng chuông ngân nga, tiết học buổi sáng kết thúc. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, nghe được câu cuối cùng. Trong lòng thẩm uyên không khỏi nhớ tới huyết trì và thân ảnh lão giả áo xám trong cấm địa, lẩm bẩm nói. Cổ, có tính bàn môn tả đạo không? Chương 10 Phân tích, phỏng đoán Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trầm Uyên mất hồn mất ví đi ra khỏi học tri đường, dọc theo đường núi trở về chỗ ở của đệ tử nhập môn. Dọc theo đường đi đụng phải đệ tử mặc đồ đen hành lễ với hắn. Trầm Uyên cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Theo đường núi, Thẩm Uyên rốt cục đi tới gần chỗ ở của đệ tử. Hắn thở dài một hơi, tự hồn nghĩ thông suốt cái gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đêm qua khi Thẩm Uyên được Chu Tử Minh đưa lên sườn núi, đã gần rạng sáng. Phòng ở của đệ tử nhìn qua đều đen xì xì cho tới bây giờ thẩm uyên mới thấy rõ toàn cảnh phòng ở của mình chỉ thấy sườn núi chằng chịt có hứng thú sắp xếp từng tòa tiểu lâu hai tầng cổ điển lịch sự tao nhã mái công đấu cũng tường đỏ ngói vàng còn có hai ba đệ tử áo trắng chân đạp một lá sen hình thức pháp khí xanh biết ra vào giữa không trung thẩm uyên thấy tình hình này trong lòng không khỏi buông lỏng càng kiên định suy nghĩ trong lòng dọc theo con đường trong trí nhớ thẩm uyên đẩy ra phòng ốc đêm qua đã ở qua chỉ thấy ở giữa phòng đặt một cái bàn bát tiên, trên đó còn đặt một ngọn đèn, một bình trà cùng với hai chén trà màu xanh ngược, còn có một chồng giấy cùng nghiên mực. Thẩm Nguyên trở tay đóng cửa phòng lại, dựa lưng vào cửa ngồi ở trước bàn bát tiên, vừa định đưa tay cầm lấy giấy và bút, phân tích tình cảnh của mình, lại không khỏi tỉnh ngộ lại, thân phận hiện tại của mình căn bản là không biết chữ. Nếu là mình sử dụng văn tự khác bị người nhìn lại, kết cục nhất định là thê thảm vô cùng thẩm quyên từ bỏ phương pháp dùng giấy bút phân tích tình cảnh của mình xoa xoa hai má lẩm bẩm nói thẩm quyên à thẩm quyên cậu là người trưởng thành mà sao có thể bị tiểu quỷ chu tử minh dắt mũi chứ chính mình hồn xuyên thế giới tương tự như trước internet trong thế giới tu tiên giới ít nhất lấy trầm quyên hiện tại tiếp xúc đến tin tức là như vậy nhưng là lại có chút bất đồng bởi vì còn có cổ thẩm quyên làm một cái tại hồn xuyên tiền nắm giữ ổn định công tác trạch nam Vừa không có bạn gái lại không có cha mẹ, mỗi ngày ngoại trừ đi làm tan tầm ở ngoài lớn nhất hứng thú yêu thích chính là đọc Internet tiểu thuyết. Tuy rằng trí nhớ đã mơ hồ, nhưng Thẩm Uyên vẫn là nhạy cảm cảm giác được chính mình hiện tại chỗ thế giới cùng trong sách cực kỳ tương tự. Đám bồ câu sẽ không xuyên qua trong sách chứ. Thẩm Uyên không khỏi cười khổ, tiếp tục suy nghĩ. Sư huynh của mình Chu Tử Minh, luyện khí tầng 7, tư chất hạng B, sông Linh Căng, đệ tử nhập môn đan Dương Tông. 15, 16 tuổi. Lão giả áo xám Trương Xuân Lâm, kỳ luyện khí đại viên mãn, phường chủ luyện đan phường của Đan Dương Tông, bộ dáng 6, 70 tuổi, cho Thẩm Uyên ăn một viên đan dược hư hư thực thực đã thêm gia vị. Xích Hỏa chân nhân, trúc cơ tu sĩ, Xích Hỏa thiên linh căn, đánh khắp độ Vân Sơn vô địch thủ. Mặt đỏ đạo cô, đường cái gì tới, luyện khí đường đường chủ, tự hồ cùng áo xám lão đầu có cừu oán bản thân thẩm uyên và chu tử minh đều là đệ tử của lão giả áo xám trương xuân lâm theo như lời chu tử minh có thể trưởng quản đan dược của đệ tử ký danh áo đen nghĩ tới đây thẩm uyên không khỏi đau đầu mình là một xã súc tốt nghiệp 5 năm, năm còn ở tầng dưới chót xã hội căn bản không am hiểu loại suy nghĩ đạo lý đối nhân xử thế này huống chi ở một cá thể bản thân đã có được thế giới tu tiên vĩ đại mạng lưới quan hệ nhân tình vốn có của mình thật sự có thể áp dụng tới sao khoảng cách chính mình từ huyết trì bò ra thời gian mới qua một đêm, một ngày, một đêm thêm một buổi sáng, trải qua sự tình, bị trùng kích so với thẩm uyên trước đó sinh hoạt hơn 10 năm còn nhiều hơn. Trong đầu thẩm uyên đột nhiên linh Quang chật lóe. So sánh với lão giả áo xám làm sư phụ, thái độ của chu tử minh đối với mình quả thực không tốt lắm, quả thực là một người trên trời một người dưới đất. Lão giả áo xám từ khi ép buộc Thẩm Uyên ăn cái gọi là huyết khí đan liền không nói với Thẩm Uyên nửa câu, ngược lại thiếu niên áo trắng Chu Tử Minh làm sư huynh thái độ đối với mình rất tốt. Từ lúc mang thẩm uyên rời khỏi huyết trì chán ghét đến sự lãnh đạm của cấm địa đại điện, rồi đến nhiệt tình của mình sau khi được lão giả áo xám thu làm đệ tử, rồi đến bây giờ đối với mình biết không hết, nói không rõ, ngoại trừ thỉnh thoảng có chút không kiên nhẫn ra, thái độ đã xảy ra nhiều hơn 180 độ. Trầm uyên kiếp trước 20 năm nhân sinh cùng với hiện tại giáp lục trong trí nhớ mảnh vỡ trải qua chuyện xưa, tất cả sự tình đều ở nói rõ một cái đạo lý giống nhau. Không có bữa trưa miễn phí. Chuyện xảy ra khác thường tất có yêu. Vô duyên vô cớ đối với người quá tốt hoặc là không tốt người, bọn họ trong lòng nhất định có quỷ. Thẩm Uyên không khỏi bị ý nghĩ của mình làm cho kinh ngạc, không khỏi nhéo nhéo sống mũi, thì thào lẩm bẩm. Sẽ không hai người này đều có mưu đồ bất chính với ta chứ? Suy nghĩ lâu như vậy, Thẩm Nguyên ở trong lòng đưa ra một kết luận xấu nhất đối với tình cảnh hiện tại của mình. Chính mình hiện tại trong người huyết tử cổ, sư huynh Chu Tử Minh cùng với sư phụ Trương Xuân Lâm đều đối với mình có cực đoan không tốt ý nghĩ. Lúc trước mình ở thế giới nhân tình quy tắc tại thế giới này có lẽ cũng không thông dụng, đi tìm lão giả áo xám đường thùy hoặc là đánh khắp toàn bộ độ vân sơn vô địch thủ xích hỏa chân nhân tìm kiếm trợ giúp, ngược lại sẽ bị hắn phát hiện mình là vực ngoại thiên ma tình huống thậm chí có khả năng chính mình còn không tìm được người trợ giúp mình, cũng đã cổ phát bỏ mình, hoặc là bị lão giả áo xám phát hiện, một lần nữa ném vào huyết trì, sống không bằng chết. Nghĩ đi nghĩ lại, trên khuôn mặt vốn chất phát của thẩm uyên xuất hiện thần sắc âm tịnh bất định. Chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều cũng nói không chừng, thầy trò phản bội trong tiểu thuyết mạng hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy xuất hiện đi. Thẩm Uyên không khỏi ở trong lòng an ủi chính mình nhưng là trong lòng hắn rõ ràng loại tỷ lệ này không thể nói là không có chỉ là tiếp cận với không thôi dù sao áo bào xám lão giả cùng với chu tử minh đối với mình thái độ thật sự là quá mức kỳ quái đúng lúc này cửa phía sau thẩm uyên xèo xèo một tiếng mở ra một vị thiếu niên áo trắng hơi có vẻ tuấn tú nhất chân bước vào thẩm uyên nghe thấy tiếng vang thần sắc âm tình bất định trên mặt trong nháy mắt biến mất khôi phục vẻ mặt chất phát lúc trước văng tới đến sức chưa đạt tới, thẹn mình không theo kịp, thừa lúc, nhân 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 lúc, 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 nhân dịp, bắt, bắt bớ. Đại bổ, đại bư, bắt, bắt bớ. Bắt bỏ tù. A, chu sư huynh ngươi đã trở lại có lẽ là thẩm uyên vừa mới ở trong lòng nói xấu chu tử minh nguyên nhân lòng của hắn không khỏi một trận kinh hoảng nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào cũng không biết nên như thế nào trả lời chu tử minh vấn đề chỉ có thể gượng gạo nói sang chuyện khác chu tử minh cũng biết vấn đề này đối với thẩm uyên lần đầu tiên đi học tri đường mà nói thật sự là khó có thể trả lời cũng không đi quản ba bước hai bước đi tới bên trái thẩm uyên đặt mông ngồi ở trước bàn bát tiên cầm ấm trà trên bàn lên trực tiếp dựa vào miệng uống ai chu tử minh tựa hồ cực kỳ khát nước rót đầy một bụng nước phát ra một tiếng thở dài thoải mái hôm nay con học cái gì ở học đường ai dạy vậy hồi sư huynh học được tư chất cùng linh căn quan hệ còn có linh thể là một vị mặt thanh y sắc mặt nghiêm túc biết phi sư thúc dạy trầm quyên hạ quyết tâm làm ngoan sư đệ thành thật trả lời ha 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 Chu Tử Minh đặt ấm trà xuống, vỗ tay cười to nói, ta vừa vào cửa thấy ngươi ngồi ở chỗ này, liền biết hôm nay là tiết học của Vương Sư Thúc. Cũng chỉ có người thối rửa như hắn mới có thể ở thời điểm đệ tử mới nhập môn giảng tư chất, linh căn, linh thể loại tri thức thối rửa này. Chu Tử Minh ngừng cười to, hướng Thẩm Uyên nói. Cũng không biết ngươi là may mắn hay là bất hạnh, tuy rằng không bị kéo dài, nhưng là tốn một canh giờ, nghe xong một đống vô dụng đồ vật hẳn là có chút tác dụng chứ thẩm quyên đặt câu hỏi yếu ớt với chu tử minh cố gắng sắm vai một sư đệ ngoan ngoãn mới vào con đường tu tiên hỏi đáp thắc mắc hỏi cách đao loa có thể cho người tu tiên thẩm quyên ngoan ngoãn trả lời tư chất có ích lợi gì chu tử minh tiếp tục hỏi có thể khiến người ta phóng nhiều pháp thuật hơn người khác nhanh hơn người khác thẩm quyên không suy nghĩ thốt ra Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi cũng đã bị Đan Dương Tông Thu làm nhập môn đệ tử, tự nhiên là có thể tu tiên, có được giáp đẳng tư chất, lại tốn một canh giờ nghe người ta nói linh căn vì sao, tư chất vì sao, những thứ này không phải vô dụng đồ vật là cái gì? A à, cái này. Thẩm Uyên trực tiếp nghẹn lời. Thật ra thì cũng không phải không có tác dụng gì. Biết những thứ này cũng có thể giúp cậu có nhận thức đại khái về vị trí của mình trong đội ngũ tu tiên giả. Chu Tử Minh An ủi Thẩm Uyên. Tìm thư uyển www sinh com giáp đẳng tư chất thiên linh căn, chúng ta xưng là thượng thượng tư chất, giáp đẳng tư chất ngũ hành linh căn, chúng ta gọi hắn trên dưới tư chất, về phần giáp đẳng biến dị cùng hai ba linh căn, chính là thượng trung tư chất, bê đẳng tư chất thiên linh căn chính là. Chu Tử Minh còn chưa nói xong, đã nghe Thẩm Uyên cướp lời. Tôi biết rồi, tôi biết rồi, là tư chất trung thượng. A à nhìn không được sư đệ đầu óc ngươi còn rất linh quan chu tử minh vẽ mặt trẻ con dễ dạy vậy tư chất hạng bê biến dị và hai ba linh căng chính là chu tử minh không nói tiếp mà nhìn về phía thẩm quyên tư chất trung học thẩm quyên gãi đầu nhìn chu tử minh có chút không tin bởi vì vẻ mặt chu tử minh tựa như đào một cái bẫy chờ thẩm quyên nhảy xuống sai rồi chính là tư chất trung bình chu tử minh một bộ quả nhiên như thế cười to nói thẩm uyên bày ra bộ dáng ảo não không nói gì nữa chỉ là biểu tình ảo não kia thật sự nhìn không ra là được được rồi đưa lệnh bài đệ tử của ngươi cho ta chu tử minh vỗ vỗ tay không trêu chọc thẩm uyên nữa vươn tay về phía thẩm uyên thẩm uyên không hiểu vì sao chu tử minh đột nhiên tìm hắn đòi lệnh bài nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt lệnh bài hình bầu dục màu ngọc lên tay chu tử minh diễn thì phải diễn trọn bộ thẩm uyên thầm nghĩ trong lòng chỉ thấy chu tử minh cầm lệnh bài đệ tử của thẩm uyên trong lòng bàn tay lệnh bài màu ngọc lại đột nhiên hiện ra ký hiệu như quỷ hòa phù màu mực thẩm uyên nhìn vẻ mặt mờ mịt cho nên nói ngươi không biết là may mắn hay là bất hạnh nói chung đệ tử mới nhập học tri đường tiết thứ nhất khóa đều là muốn trải qua khai mông giảng cũng là ta đang dương tông thiện công chi chế nhìn thẩm uyên vẫn là vẻ mặt mờ mịt chu tử minh không khỏi có chút nhục chí bất đắc dĩ nói